Mình làm tí gọi là vlog của anh Moi nhỉ. Vlog này phải tầm 2 tiếng lận đấy. Để mình coi sớm sớm xíu đi. Ôi, nhưng mà thôi, bỏ cái qua đấy một bên đi, chúng ta hãy cùng đi đi Đức online nào. Tôi đi Đức đâu đó là bao năm bao nhiêu? Là 6 năm trước là tôi đã từng là đi Đức. Đi đâu đó là hình như gần một tuần đúng không nhỉ? Hay là 4-5 ngày nhỉ? Tầm đấy chung là tầm 5 ngày sao ấy, 4 hay 5 ngày đấy. Tôi được hít thở không khí bên Đức. Ờ, tôi hít thở không khí châu Âu chứ. Đây là lần thứ hai. Khác lần trước là tôi đi online. Giờ chúng ta sẽ hít thở không khí online nào. Qua vlog của anh Độ BC. Cùng anh Độ BC lên hơn 4 ngày khám phá nước Đức và pha nhảy dù. Ui, pha nhảy dù từ độ cao 4.000m. Ra hôm trước anh em hỏi, anh Độ bảo là anh Độ bảo là cảm giác rơi này như kiểu rơi, như kiểu mình là cục cứt đang rơi xuống bồn cầu ấy. Nó thả tự do, nó phê lắm. Chúng ta cùng trở lại Đức sau 6 năm nào. Uầy, bên châu Âu nó có đoạn đường cao tốc đi êm lắm. Mẹ đi, tôi trước tôi đi đâu nhở, từ đâu ra, từ Ba Lan rồi. Ờ, tính như từ Ba Lan xong đi bắt xe qua Đức đây. 5 tiếng ngồi xe. Có cảm giác hơi xe lạnh tí. Yo, hello chào tất cả các bạn. Tôi vừa mất khoảng 12 tiếng để bay một phát từ Hà Nội đến Frankfurt. Và bây giờ thì bên này đang là tầm 6:30-7 giờ sáng. Nãy tối chả ngủ được tí đéo nào cả. Nằm cứ oan loại. Xong rồi kiểu đau lưng nữa. Có bạn nào Hà Lan biết mũi đấy không? Có thể mua giùm tôi lại mũi đấy không? Như các bạn biết rồi thì tôi sẽ có đâu đấy khoảng 5 ngày ở bên... Mũi đấy như tôi mua sân bay luôn. Và trong 5 ngày đấy thì chỉ có 1 ngày là tôi phải đi làm nữa. Còn lại 4 ngày thì tôi đi chơi. Và tất nhiên là để chương trình ăn chơi nó hợp lý và truyền tải được cho các bạn những cái nội dung hấp dẫn nhất ở bên Đức ấy, thì chúng ta phải có dân bản địa. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là một bạn, đây là bạn Hà. Chào các bạn, chào kính chào đây ba. Bạn Hà quê Việt Trì Phú Thọ. Việt Trì và Phú đấy Thọ. Đang ở bên này, tôi kết nối được với cả bạn đấy để anh em cùng nhau đi lêu hêu. Ngoài bạn Hà ra thì có bạn Bình nữa, nhưng mà bạn Bình thì đang cất xe ở kia. Các bạn này thì có xe và cũng là dân ở đây luôn, nên là có gì anh em tiện đi lại với nhau cho nó dễ. Đây là một số không khí Đức. Đầu tiên thì nó hơi lạnh các bạn ạ. Tôi không nghĩ được là nó lại lạnh như thế. Bây giờ nhiệt độ nó rơi vào đâu đấy khoảng 14-15 độ. Nhưng mà tôi xuống tôi thấy vậy. 14-15 độ. Đây có cái quán cà phê trông đẹp vãi. Ui. Ui. Trông kiểu thật. Phát cả bìu thật. Phát cả bìu trông như kiểu trung tâm thương mại mini. Bây giờ thì bọn tôi sẽ hưởng một tí không khí lạnh ở Đức. Sau đấy là sẽ đến với lịch trình đầu tiên của ngày hôm nay. Lịch trình đầu tiên của Đức. Bọn tôi sẽ đi bảo tàng của Mercedes các bạn. Bảo tàng Mercedes. Trước khi mà đi bảo tàng Mercedes thì bọn tôi dừng lại ở sông Mai một tí. Đây là một trong những con sông ở Frankfurt. Thời tiết thì nó khá là đẹp nhưng mà cũng rất là lạnh. Từ đây mà bọn tôi đi chỗ bảo tàng của Mạc ấy là ở Stuttgart, cách đây khoảng 2 tiếng đi xe cơ. Nên là từ bây giờ mà đi ra đấy thì chắc là tôi nghĩ chắc là chỉ có ngủ thôi. Giờ anh em sẽ đứng đây lêu hêu một tí, hít thở không khí. Đúng ra là bọn tôi sẽ có lịch là đi thuyền hay là đạp xe gì đó ở chỗ này này. Nhưng mà thứ nhất là lạnh quá. Và thứ hai nữa là nếu như mà đi cái đấy thì chiều bọn tôi lại không kịp mấy cái chương trình đi bảo tàng với cả là còn lấy phòng khách sạn các kiểu. Và tối nay có một quan trọng nhất đấy là gặp các bạn ở bên Đức này nữa. Đấy thì giới thiệu với các bạn bạn Hà rồi, còn đây bây giờ giới thiệu với các bạn đây là bạn Bình. Câu chuyện rất chi là buồn cười. Bạn Bình làm đầu bếp nhưng mà lại là lái xe, còn bạn Hà đi làm thêm là lái xe nhưng mà bạn ấy lại là quay phim. Đấy, chuyến đi này nó sẽ như thế. Và đây sẽ là hai bạn đồng hành với tôi trong 5 ngày ở bên Đức. Yeah, hello mọi người. Bạn Hà mất mẹ đâu rồi? À đây rồi. Rồi, bọn tôi bây giờ sẽ đi bảo tàng của Mercedes trước các bạn nhé. Ui, đau khuyên. Đây. Tôi cũng có mà, bro. Vậy là khuyên đẹp là mình sẽ một lần đeo thật to, hai là mình sẽ đeo thật nhỏ. Thằng Hà mất mẹ đâu rồi? À đây rồi. Rồi, bọn tôi bây giờ sẽ đi bảo tàng của Mercedes trước các bạn nhé. Hoàng nào cũng ở
nên đừng để lộ thông tin em nữa. Tốc ở Đức để anh mèo ông đèo giới hạn tốc độ nên là ông đèo nào cũng như điên như các bạn ạ. Xong có cả quả biển mẹ cấm đi vệ sinh nữa cơ. Ở Việt Nam hoàng nào cũng ở là sao? Đái phát anh em tạt phát và làm khẩn cấp để ông nhảy xuống đái ở đây mẹ. Anh cứ để lộ thông tin ai đâu chết mày ơi. Em muốn anh mới lộ thôi chứ anh cũng bao giờ thử bên này đi mẹ mà tôi gọi là ma tốc độ sơ hở đứa đâu vãi đái rồi đấy. Thôi mình ngồi thôi là hợp lý rồi. Trời đẹp và anh thề trời xanh lè mẹ luôn. Đây là một cái trạm xăng ở Đức. Tôi đi như này. Năm 2018 thì tôi cũng có đi một cái trạm xăng, xong rồi có một cái cảnh các bạn nhớ cái cảnh đấy không? À xúc xích. Này. Mày có khiếu làm cái tôi kìa. Anh ở vô tôi bắt kìa. Anh bồ củi kinh mà. Làm sao anh nắm gạch bằng anh được. Tí nữa cho xem clip rồi mẹ. Ê, NPC, 2018. Đấy, hồi đấy trông lêu hêu, trông tèo vãi cả đái. Đợt đấy khi mà đến Đức thì việc đầu tiên là tôi ưu tiên là sẽ đi ăn xúc xích Đức. Và đợt đấy ăn xúc xích Đức thì thôi nó chán vãi đái. Ở đây cũng có bán xúc xích Đức các bạn ạ. Ăn ngon mà. Đóng mẹ cửa rồi. Tôi định ăn một cái xúc xích Đức để anh em mình nhớ lại xem là ngày xưa xúc xích Đức trông nó như thế nào. Ở trên máy bay ngủ nó hình như là tại bọn tôi đi sớm quá hay sao, giờ đây nó chưa mở cửa. Không, xe 4-5 tiếng nữa. À đây mở. Cứu được cái mũ ngoài trông kiểu cứu rỗi được, mẹ đẹp vãi cả lều, không mất mẹ luôn. Có cái gì các bạn nhá. Phải mất mà là quên mẹ đâu. Có. Ui, có khi làm một cái nữa nhỉ, không ngấy lắm. Ý, mẹ xúc xích Đức to vãi. Ý. Ăn xúc xích không hay là xúc xích có cả bánh mì? Ừ, xúc xích không được nhỉ? Chúng mày có ăn không? Không, ăn không? Thôi gọi cái đi, anh em ăn chung. Ừ. Đây các bạn ạ. Một lần nữa chúng ta cùng nhau ăn thử lại xúc xích Đức. Trông quả xúc xích này to vãi. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa ăn quả xúc xích Đức này nó vừa mặn vừa ngấy. Ừ, nó mặn. Bây giờ thế này nhá, cái này nó không quá to nên là ba anh cái em cái nào mình... màu nâu ấy. Chia ba. Ừ, nên chia ba. Cái nào màu sấp sấp cơ. Nhưng mà cắt ra kiểu cái này gì được. Cái này hẹp như sao? Sấp sấp ăn được ngon hơn. Ok, được rồi. Ơ đây, hình như là cái này này. Ôi dồi ôi. Mỏng mỏng á. Có khác cái xuống biển không anh? Wow. Vẫn ngấy ngày xưa. Nó ngấy, nó nặng. Mặn. Thế là được cái là ăn được cũng được, nó đang nóng ấy, ăn đi. Không nhớ không? Mặn hết à? Mặn mãi. Ăn rồi. Bọn em ăn quen rồi đấy. Ăn xe đéo nào nhỉ? Mặn thật. Chút nào bên đây cũng mặn nhá. Ngon nhất là vẫn là cái xúc xích Đức Việt ở nhà có màu xanh xanh ấy. Ờ. Dán lên. Công nhận. Ngoài to ra nó đéo được cái gì cả. À được cái nóng nữa. Quá ngấy. Thôi đi tiếp lên đường. Lên đường. A mèo thích ăn xúc xích Đức cây SM có nè. Xúc xích Đức không? Em có nè. Thôi anh xem lại nhân lúc chưa xem em nhớ nhớ rồi xem lại thì ngấy lắm rồi. Vẫn hơi lạnh. À nó mặn lắm. Ui, sau khoảng hơn 2 tiếng di chuyển thì xuôi bọn tôi là đã đến Mercedes Museum. Bảo tàng Mac. Giờ chúng ta sẽ vào trong để xem cái bảo tàng Mac này nó sẽ có những cái gì trong đấy các bạn nhá. Các bạn biết đấy, ở bên Đức này thì thực ra nó không phải là chỗ để anh em đi du lịch, nó chả có cái mẹ gì để du lịch cả. Được cái là cơ sở vật chất của nó tốt, mạng mẽo, nó ổn, nên là nhiều sự kiện người ta hay diễn ra ở đây. Đây rồi, các bạn để ý có cả mấy sự kiện của thể thao này, được rồi Euro này. Xong rồi thể thao điện tử kiểu eSports các thứ người ta cũng hay tổ chức ở Đức đấy. Chứ còn nói về địa điểm để ăn chơi, du lịch các thứ thì chả thấy có cái mẹ gì ngoài bia với cả xúc xích cả. Nên là hôm nay bọn tôi không biết đi đâu cả, nên là cũng ngày đầu tiên thì lòng vòng đi thử cái bảo tàng Mac xem. Tôi cũng thích xe mà tôi thì cũng đang đi Mac, cho nên là qua ngó một tí xem là xe cổ, xe hiện đại, xe mới thì nó lịch sử hình thành nó như chơi nào. Mẹ ở Đức. Có xe nào hay. Đúng rồi, mẹ ở Đức mà mình không ra mới. Lúc sáng bọn tôi đến thì trời xanh ngắt. Nhưng mà đẹp luôn. Nhưng mà cuối tuần này trạm xăng bọn tôi dừng để phơi nắng. Này là bay lại về. Nhưng mà lúc mà đến Stuttgart cái thì trời mù mịt. Đây các bạn nhìn này. Là không có tí nắng nào, nó lại còn xe lạnh chứ.
Đây giới thiệu các bạn, đây là Mercedes Museum, bảo tàng của Mercedes. Ở cái bảo tàng này thì nó có đâu đấy khoảng 4 hay là 5 tầng gì đấy. Đi nó sẽ mất khá là nhiều thời gian đấy. Anh em mình sẽ qua ngó một tí và tôi sẽ tóm tắt qua cho các bạn. Sang mà. Ở trong này theo như những gì mà tôi tìm hiểu ấy thì nó sẽ có đầy đủ hết cả mấy cái loại xe cổ từ ngày xưa cho đến xe hiện đại bây giờ. Từ cái lịch sử hình thành của nó có cả xe đua các kiểu. À, gần đây nữa thì có cả Porsche Museum nữa. Nhưng mà có lẽ là hôm nay mình sẽ không có thời gian đi nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong các bạn nhé. Mất tiếng rồi. Là tôi mất hay là video thế? Guys. Để vào trong bảo tàng thì tất nhiên rồi các bạn phải mua vé. Và bọn tôi mua mất 16 euro một người, tính ra là khoảng 3 lốp. Ủa, đây có cái chỗ gửi đồ đáng yêu và hỏi chúc anh với em xem vlog vui. Em đi ngủ trước. Các bạn sẽ bữa khác chạy cơ pi cho anh tiếp. Thả ở đây. Xong rồi chúng ta ngủ ngon cho Giang. Ừ, thế là mình khóa được luôn. Bye bye Giang. Chúng ta ngủ ngon cho Giang. Em nhìn này, nhìn cái thang máy này. Nó chỉ có lên trên cùng thôi. Đúng không? Sau đấy là mình sẽ đi lần vòng xong rồi mình đi xuống dưới này là hết. Một tour nó. Wow. Wow. Xe cổ hồi xưa kìa. Bảo tàng của Mac, nhưng mà đập vào mắt tôi khi mà vừa mới lên thang máy nó là một con ngựa. Một hiện tượng nhất thời mà thôi. Qua ra nhiều người đi bảo tàng nhỉ? Cái này là từ năm 1886 cho đến năm 1900 là có ông Cát Ben, không phải là David Bách Ben nhé. Không phải David Bách Ben mà là Cát Ben. Ông ấy bắt đầu làm quả xe đầu tiên, động cơ chạy bằng xăng. Đầu tiên ông làm xe ba bánh trước như các bạn nhìn thấy ở đây. Xong rồi bắt đầu nó phát triển dần ra những cái động cơ khác, ví dụ như động cơ của thuyền này, động cơ của xe đạp luôn này. Xong có cả tàu hỏa luôn này. Đỉnh cực. Ủa, chung cú tê nhỉ. Ôi xe hồi xưa xe cứ ngựa ra rồi. Đây là các loại xe từ năm 1900 cho đến năm 1914. 14 năm phát triển. Con này được sản xuất vào năm 1903. 60 mã lực. 60 mã lực, ta chỉ đi được 60 km/h thôi à? Anh bỏ trốn ra. Đây là cái xe lâu đời nhất của Mac đến bây giờ mà người ta vẫn còn giữ được. Được thiết kế bởi ông Wilhelm Maybach. Thế là nhiều khi mình cứ hỏi Maybach là cái gì, đó là Maybach là tên của một ông gắn liền với cả ông Ben từ xưa đến giờ để cùng làm ra thương hiệu và thiết kế của Mac. Uầy, trông vãi cả trưởng thật. Uầy, ngày xưa trong game Mafia là có mấy nhiệm vụ đi lên khu nhà giàu cướp mấy cái xe này đem đi bán đấy. Đẹp vãi, đi xuống xem đi. Đây động cơ thuyền đúng không? Đây là các mẫu xe nổi bật từ năm 1914 đến năm 1945. Uầy, đẹp vãi. Uầy, xe hồi xưa này. Mấy quả xe là xe của giới nhà giàu ngày xưa. Giới nhà giàu hồi xưa. Đúng cái thời mà mafia luôn. Con này mà đi bắn nhau là phải có mấy ông bám ở cửa sổ thế này. Xe này thực ra nhìn có vẻ chở được 4 người nhưng mà thực ra con này phải chở được 10 người. 6 ông ngồi trong, mỗi bên 2 ông báo cửa sổ nữa. Đây là con xe tải, kiểu xe tải đầu tiên chạy bằng động cơ diesel. Ây, như lốp hồi xưa luôn này, lốp kiểu giờ. Con này tên là Roadster, sản xuất vào năm 1930. Trông mới đấy. Đây là xe của giới nhà giàu, giá nó thời điểm đấy rơi vào đâu đấy khoảng 98.000 euro. Đây là con Super Short Short. Đây là một trong những con bản kiểu như là thể thao. Con này thì rất là nổi tiếng và chỉ có 35 con được sản xuất trên thế giới. Wow. Sản xuất vào năm 1928. 1928. Wow.
Mùi trần. Ôi, xe đua sao đây? Số tập tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các dòng xe từ năm 1945 cho đến năm 1960. 15 năm phát triển. 1945, 1960. Đẹp vãi. Ôi, cái màu sơn kìa. Bóng. Đây là con Mac 300S được sản xuất vào năm 1951. Xe dạng thể thao, hai cửa, mùi trần. Con này được sản xuất 560 chiếc trên thế giới. 560 nữa. Ôi, tôi thích cái màu xanh này vãi. Con này mùi trần thì chắc là nó sẽ gập ra đằng sau. Sang 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 sang. Wow. Đẹp vãi. Đọc nhưng mà chưa formula. Con này thì hơi phổ biến một tí. Con này là Mercedes-Benz 300 được sản xuất vào năm 1951. Con này đẹp nhưng mà con này sản xuất những 4563 chiếc cơ, hơi nhiều. Tôi vẫn thích con xanh lá cây hơn. Con này không phải mui trần, tôi thích mui trần. Con này là xe tải đầu tiên của Mac theo dạng xe tải mũi ngắn, ra đời vào năm 1959. Wow. Ui, thế là xoài. Bây giờ mà có con này để đi chơi thì mẹ nhất của đất mẹ luôn. Con này số lượng sản xuất bao nhiêu thì tôi không thể nói. Nhưng mà thông tin của con này thì trông có vẻ là hơi nhiều. Con này là Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaus Cooper. Con này chỉ có 2 con trên thế giới. Nó làm để mang đi đua. Nhưng mà sau khi mà làm xong 2 con này thì quyết định là không đua nữa, nên là rút lại. Thì 2 con này được bán. Một con được bán vào năm 2022 với giá 135 triệu euro, khiến nó trở thành chiếc xe có giá trị lớn nhất thế giới. Nhưng mà trông hơi bé này. Anh bảo rồi, thêm nào, cái cửa này thì bảo kiểu, anh được không? Tức là người ta sẽ mở cái cửa này xong người ta nhảy vào à? Trông bé vậy. Ui, nhưng mà đẹp. Đỉnh. Con này là Mercedes-Benz 300 SL. Con này khách chủ yếu mua là khách Mỹ. Sản xuất khá đại trà, phiên bản mui trần. Đây xe nói chung là đẹp. Biển hay đi phải. Thôi. Nhưng mà về độ hiếm với cả về giá trị thì nó không bằng con màu trắng kia. Wow. Gì đấy? Dude. Wow, đừng giống con màu trắng vậy. Ê, nhưng mà mấy con này thiết kế hơi dở hơi là cái ghế ngồi nó không có cái dựa đầu ấy, nên là những người bị thoát vị cổ vai gáy như tôi là không thích cho lắm. Mercedes-Benz 300 SI. Con này được sản xuất vào năm 1954 và nó là một trong những chiếc xe kiểu cửa mở lên thể thao đầu tiên. Trông đẹp vậy. Mà các bạn để ý con này khá là buồn cười. Con này chỉ có một gương chiếu hậu ở bên trái, còn bên phải thì không có. Nhưng mà cái không gian này nó khá là thoáng, nên là ở đây người ta có thêm một cái gương chiếu đằng sau ở giữa nữa. Nhưng mà không có gương bên phải. Trông vãi cả bìu. Nhưng mà đẹp, ok. Đây là các xe được sản xuất từ năm 1960 cho đến năm 1982. Đời này thì xe bắt đầu trông hơi hiện đại một tí rồi. Mình đi ngó vào vòng chỗ này thật nhanh nhá. Đây là con 230SL. Trông đẹp như này, nhưng mà các bạn biết nó được sản xuất bao nhiêu con không? Con này chỉ được sản xuất 19.831 con trên thế giới. Quá nhèo. Con này là xe thử nghiệm. Và nó sẽ được kết nối với nhau bởi những cái sợi dây này. Thực ra nó là dây để đo hết các loại thông số các thứ. Nói chung là tôi đọc qua thì tôi thấy ghi như thế. Đây là một trong mấy con xe buýt của Mac được sản xuất vào năm 1981. Thực ra nó cũng chả có gì đặc biệt cả, nó chỉ là xe buýt của Mac mà thôi. Con này là một trong những con xe thử nghiệm của Mac. Và trông thì nó rất bình thường, nhưng mà các bạn biết nó có gì đặc biệt không? Đây là một trong những con xe đầu tiên có túi khí. Túi? Để nó thử nghiệm độ an toàn của xe. Chứ còn trông thì cũng khá là bình thường. Khá giống. Đây là các xe của năm 1982. Xe cũ. Với tiêu đề là khởi đầu mới. Khởi đầu mới. Và hình như nếu như tôi không nhầm thì đây là xe điện các bạn ạ. Con này là con sản xuất năm 2017 AMG. Con này đặc điểm của nó là không có gương chiếu hậu và sử dụng hết tất cả bằng cảm biến và camera xung quanh. Đây là một trong mấy cái xe của Mac AMG kỷ nguyên mới. Đẹp vãi. Con này trong GTA tôi lấy suốt. Chuẩn luôn, đúng con này luôn, không sai được. Con này trong GTA này. Suốt ngày lấy đi nghịch này. Wow, xe đua. Wow, xe đua. Ở đây nếu như mà có xe này. Tức là mình có thể ngồi đây để mình nghe được tiếng động cơ của xe. Người ta sẽ giả lập lại ở đây. Trông mấy con này đi chậm vậy. Trông
tèo đó chứ. Hồi xưa nhanh rồi anh ơi. Công nhận giống phim hoạt hình mà. Giống hệt sắc lơ ngày xưa. Ở bên này là tất cả các mẫu xe đua của Mac, từ hiện đại nhất cho đến cổ nhất. Đúng ra là bọn tôi phải đi vòng từ đầu bên kia, là từ cổ nhất dần xong lên đến hiện đại nhất. Xong ở đây nó sẽ có cái giả lập thay lốp ở đây. Nhưng mà bọn tôi đi ngược mẹ rồi. Từ năm 1990 là người ta đã làm con xe đua F1 trông nó như thế này rồi các bạn ạ. To đấy. Trông đẹp thực sự. Ôi giời, tôi vẫn đây là năm 1998 là mấy cái con xe đua trông nó đã nghệ thuật như thế này rồi. Con này là từ năm 1994. Còn trên này là mấy con xe tải đã tham gia giải Chuck Ray. Được giải không thì tôi không biết, nhưng mà nó là đi tham gia giải đua xe tải. Đây là mấy con xe đua năm 1980. Xe tải có đua luôn đấy. Bên trên kia là năm 1977. Còn con này là năm 1939. Còn đầu bên này là mấy con xe cổ hơn nữa. Đây là mấy con từ năm 1955. Đấy, con vừa nhìn đây. 1952. Trông kiểu nó bé tí mẹ luôn ấy, một chỗ ngồi. Con này là trong game này cũng hay đua này, năm 1938. Đây là 1934. Con đầu bên trên kia là 1924. Trông hơi xấu. Ui, con này trông xấu vãi. Còn 1914. Tại sao xe đua lại có lốp dự phòng ở đằng sau nhỉ? Kiểu đang đua xong dừng lại thay lốp à? Đúng rồi, phải tự thay ấy. Con này là 1909. Còn con này là 1990. Thôi con này thì đua cái gì, trời ơi. 1990. Uầy, đây là kêu phải như này sao? Quần áo đua xe cúp kìa. Với cả là đồ bảo hộ. Với cả là cúp. Đây là đua xe tải Chuck Ray này. Tôi đi xe phân khối lớn nhá, tôi đội cái mũ full face. Cái khe này nó phải to gấp đôi cái này mà tôi đã khó nhìn lắm rồi. Trong khi đây cái khe nó kiểu bé tí như này. Trông kiểu khó chịu vậy. Cái này là cái để tay đua F1 người ta tập phản xạ đấy. Các bạn có thể vào chơi xong rồi sẽ chọn các chế độ từ dễ đến khó. Trong vòng khoảng thời gian hình như là đâu đấy 1 phút hay 30 giây gì đó. Trong vòng 30 giây xem bấm được bao nhiêu điểm. Nó dành cho người châu Âu, phải không? Tay người ta dài người ta với được, tay tôi chịu. Đi ăn đây thì cũng hết bảo tàng của Mac rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì bọn tôi sẽ đi ăn trưa các bạn nhé. Giờ cũng tầm khoảng 1 giờ trưa rồi. Ăn trưa xong bọn tôi phải quay trở lại Phanh Phuốc để lấy phòng khách sạn. Nghỉ ngơi một tí và buổi chiều nay sẽ gặp các bạn F3 ở bên Đức. Giờ anh em mình kiếm chỗ ăn trưa nào nó đẹp đẹp. Có đồ ăn đặc sản của Đức một tí anh em ăn thử phát các bạn nhé. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa các bạn nhé. Đây là thấy các bạn bảo với tôi là mình sẽ đi ăn một món gì đấy đặc trưng ở Đức. Tôi chưa tưởng tượng ra nó là cái gì. Holy. Khoai tây nghiền. Đầy á? Đúng rồi. Miếng ăn là miếng phải. Tôi biết rồi. Tại sao ở đây biết ngon rồi? Vì lèo lên mệt vãi cứt nên ăn gì cũng thấy ngon. Đây các bạn nhìn thấy. Muốn có bữa ăn trưa thì phải leo lên đỉnh đồi. Sao tao đéo thấy một cái quán ăn nào trên này cả mày. Sợ thật. Ui, trông chỗ ơi rừng rú ai. Trông chả có dấu hiệu gì của một quán ăn cả. Rồi đây sẽ là chỗ mà bọn tôi ăn trưa trong ngày đầu tiên ở bên Đức. Đây các bạn ạ.
Giang quay thì sau khi mà ăn trưa xong thì bọn tôi cũng chia tay Stuttgart luôn để quay trở lại Frankfurt lấy phòng khách sạn nghỉ ngơi. Tôi qua Cannes tôi quay cho anh xem luôn đi chứ. Stuttgart thì đây là toàn cảnh thành phố các bạn ạ. Ủa, trông kiểu nó vui đẹp nhở. Có ăn thì mẹ review chứ. Ủa, bia. Mẹ, tại sao cốc của tao to nhỉ, cốc chúng mày bé tí thế? Bọn em lái xe. Mời cả nhà nhá. Cảm ơn anh đến Stuttgart. Ủa, gọi nhiều thế á? Thế này là ít đấy. Mỗi người sẽ một phần như này. Không, anh với anh thì là anh mỗi người thì... mỗi suất anh sẽ ăn thử để biết. Đặc trưng ở đây. Quả đúng món châu Âu đấy, khoai nghiền đấy. Gì đấy, mòe ơi, sao kêu móc. Buổi sáng chúng nó cứ... Tại ngày mai ăn sáng anh nhìn thấy đúng rồi, hay sẵn. Cũng sẽ... Chứ em cũng làm ở nhà. Thế bây có trứng. Là múc quê, im mờ nó có cái này luôn. Mai là có bánh mì, có trứng ốp la, có nước cam, các thứ thì nó dễ nuốt hơn. Tại sao bọn mày không phổ cập sữa ông thọ chúng nó? Sữa ông thọ thôi là cá rổ này hết ngay. Ở đây cũng có sữa ông thọ. Cửa hàng cho có cá không? Có típ không? Sữa ông thọ mà típ là ông típ đánh răng ấy. Có luôn. Ôi đấy. Có luôn đấy. Ở chỗ em cũng có. Tí anh em mình đi mấy cái siêu thị mà châu Á mà có ấy. Mà mua típ để mai ăn sáng. Ê, trông trời sắp 10 ấy. Rồi ăn xong rồi các bạn ơi. Ảo thật đấy. Ăn trưa nhẹ nhàng lưu tư diêu thế thôi. Ngồi đây nó hơi lạnh một tí, thỉnh thoảng có cơn gió vào cái nó thấm xương cực. Anh đổ ra cốc khác hay sao? Bây giờ bọn tôi sẽ lên xe để về lại Frankfurt. Mất khoảng 2 tiếng nữa thì tầm là 5 giờ bọn tôi đến. Đợi tí đến khách sạn tôi quay cho các bạn xem cái khách sạn trông nó nhào nhá. Đồ ăn châu Âu mà, không hợp với châu Á mình đâu. Ăn cho biết thôi. Đồ. Kiểu có món ngon món dở ấy. Hoặc có món ăn cũng được và món như cờ. Mỏi lưng ấy. Đi thấy mệt đấy. 2 tiếng rưỡi để di chuyển. 2 tiếng rưỡi. Bọn tôi đã đến khách sạn các bạn ạ. Đây là khách sạn mà bọn tôi sẽ ở. Hơi buồn cười một tí nhưng mà bọn tôi ở đây tối ngày hôm nay. Xong ngày mai bọn tôi check out. Xong rồi ngày kia bọn tôi lại về lại đây ở. Thế nó mới hải cốt. Cái khách sạn này thì của bạn gái của Hà book cho. Bạn gái của Hà thì làm ở trong chuỗi khách sạn này cho nên là được giá rẻ hơn. Một đêm bọn mình ở đây là bao nhiêu tiền nhỉ Hà nhỉ? 30 mấy đồng ạ. 30 mấy đồng cỡ đấy. Khoảng gần 1 triệu tiền Việt một đêm trong khách sạn ở đây. Đây là ở trung tâm Frankfurt luôn. Đây các bạn thấy ở Đức thì rất hiếm khi thấy nhà cao tầng ở đây. Bên Đức hay nghe rộng phải là xây nhà cao vậy. Ôi con mẹ quảng đây là cao lắm rồi đấy. Thôi vãi em còn ơi. Lại người ta hay xây kiểu nhà thấp thấp bé bé xong rồi sàn ở dưới đất thôi. Bói vào trước nhá. Mình sẽ chạy ra cái chỗ để tối mấy anh em Việt Nam gặp nhau. Cái ông gì mà bọn tôi đi chơi đêm ấy, đi tối đi chơi xong về. Uầy anh ơi, khách sạn em bên trái này, anh dừng lại được rồi nhá. Còn mẹ ông mới đi nhá, kiểu là đây, khách sạn tôi đây nhá. Xong rồi xe đây nhá, người ta bình thường người ta sẽ kiểu uèo ghẽ vào luôn. Còn mẹ cái ông của bọn tôi đéo. Ông bị drip, cái mã drip quẹt phát. Xoay kít, tôi mẹ phải ngay trước cửa cổng khách sạn mà, vãi cả lều. Ông bị đóng. Lộ đi đã nhanh nha, xong kiểu bốn anh em tôi kiểu ngủ. Còn mẹ, anh từ từ thôi. Slow please. Không có ai kêu. Ông, người, anh em tôi thì cũng người kiểu slow, please. Xong rồi có ai kiểu faster. Cái mớ ông quả, làm quả đóng, quả drip vãi cả lều luôn. Hình như vlog nó vẫn còn sao á. Y hệt người vận chuyển luôn, đéo đùa, đéo điêu. Nó vãi lều luôn á, mẹ ông cũng được. Mẹ phải trải nghiệm luôn đấy. Trước nó tôi với Hà thì sẽ vào check in khách sạn. Mẹ nó đi quét phát. Ông quay sau phát đéo với ai u là quả quẹt quay đầu luôn. Kít phát mẹ ngay cửa chữ khách sạn luôn. Má hai anh em kiểu vừa nhìn nhau vừa cười luôn đấy. Tắm rửa một cái. Đéo được quên luôn. Chia sẻ như có anh Tú rồi phải. Anh Tú như anh mọi người sao? Sẽ mọi người sao?
còn một người nữa, có bốn người, bốn anh em. Tôi nhớ bốn anh em, một trước ba sau, vãi liều lắm. Rồi phòng của tôi sẽ là phòng 648. Oh, oh dè, xịn phết đấy chứ. Đây là view mặt trước. Ấy, xem. Wow, đây là cái chỗ mà bọn tôi vừa mới đứng xong này. Xịn điện thôi. Bên này có một cái hồ nhỏ nhỏ. View trông ok chứ, view đặt tham lếp được. Dạ. Muốn book cho anh tầng cao cao thì. Ok, đẹp đấy chứ. Đây là giường ngủ. Giường hơi to một tí. Còn quan trọng là anh em vẫn phải ngó cái nhà vệ sinh phát. Đây sẽ không là nhà vệ sinh. Ui, nghèo ấy. Rửa chân. À đây rửa chân. À không phải rửa đít. Mọi người có bạn người bảo rửa đít, nhưng mà em nghĩ đó là rửa chân. À còn đây là chỗ vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong mình sẽ lấy cái này để chùi đít, cọ đít. Nó không phải xịt đít à? Yeah. Tôi đã chuẩn bị trước tình huống là sẽ không có vòi xịt đít rồi. Cho nên là các bạn hãy nhìn đây. Đây các bạn. Đây là tất cả đồ tôi mang đi. Các bạn nhìn cái các bạn sẽ nghĩ là tại sao mang tay cầm PS5 đi đúng không? Đây rồi, tôi biết là bên này không vòi xịt đít. Nên là tôi đã chuẩn bị giấy chùi đít của Piu Piu dành cho những người bị trĩ. Nếu như các bạn quan tâm vào sản phẩm này, các bạn có thể lên mua ủng hộ Piu Piu cho các phiên livestream của bạn nhé. Tôi tưởng anh Độ sẽ mang đây, một cái voice đi. Đâu đấy khoảng 30 cái móc khóa vịt. Tuy nhiên là nó bị nhiều quá nên là tôi phải bỏ hết cái mác túi ni lông của nó ra. Bây giờ tôi sẽ tắm rửa nghỉ ngơi một tí. Sau đấy là chúng ta sẽ cùng đi ra chỗ quán ăn. Nó làm cái vườn bia gì đấy. Để gặp các bạn Việt Nam các bạn nhé. Bây giờ là 6:45 giờ ở bên này các bạn ạ. Và bọn tôi có hẹn 7 giờ ăn với cả các bạn Việt Nam ở bên đấy. Hôm nay sẽ có khoảng 30 bạn. Điều đấy các bạn đăng ký khoảng 50 bạn. Không lọc đi lọc về. Tại vì có ông thì ở Mỹ Đình cũng đăng ký, có ông ở Phú Thọ cũng đăng ký, có ông ở Cà Mau cũng đăng ký mẹ. Hôm đấy tôi chỉ mở file form đăng ký trong vòng khoảng 3 tiếng thôi. Thì có khoảng 3 bạn thì tôi nghĩ là như thế là hợp rồi, hợp lý rồi. Chứ trước ở bên Úc thì nó hơi đông, thì tính chất của nó lại khác. Hôm nay tôi muốn là kiểu ăn liu tiêu diêu, xong rồi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thôi. Về anh em mình sẽ cùng nhau ra đấy nhá. Giờ này chắc là các bạn đã ngồi ở đấy sẵn rồi đấy. Ủa? Tôi đang trên đường vào quán mà tôi cảm trường ấy. Giống vậy. Xung quanh chỉ toàn là rừng rú, xong có quả con đường mòn. Tôi không nghĩ được là trong này sẽ có một cái cửa hàng luôn đấy. À qua rồi. À đây 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 đây. Đây nó đây các bạn ơi. Nhìn này. Ấy. Các bạn nhìn thấy nhà bên trong không? Ấy. Trông hơi rừng rú một tí nhưng mà nó là chỗ này đấy. Tới rồi, tới rồi. Let's go. Let's go. Cảm ơn rất là nhiều. Đăng cơ. Đăng cơ. Đăng cơ. Đăng cơ, đăng cơ. Chào các bạn nhé, đây sẽ là đăng cái quán bia mà hôm nay mình với cả đâu đấy khoảng 20-30 bạn Việt Nam sẽ cùng nhau ngồi ở đây. Nó kiểu là gọi là vườn bia, bia garden ở đây. Hẹn các bạn 7 giờ đấy, bây giờ đúng 7 giờ tôi đến. Wow, 7 giờ thấy không? 7 giờ bên Đức, bên châu Âu là nó sáng trưng này đấy mấy ông ạ. Ở khả năng ở Việt Nam là tối om mẹ luôn. 7 giờ tối đấy mấy ông. Hello, chào bên, tất cả mọi người. Bên Đức ấy. Anh em chưa vào trong bàn ngồi à? Đây anh á, à. Đi vào đi. Chèo lại chèo. Đi vào đi, vào trèo. Đi, vào đi. Lô, chào cả nhà nhá. Ê. Chưa đứa nào vào ngồi luôn, đứng hết ngoài này. Ok á. Người ta vừa hỏi là em đi trong cái lều đấy à? Em đi. Đăng cơ, ok không anh? Ở đây à? Dạ, tất cả của mình đây. À, uầy. Được nhỉ? Con này bị cái nó không bỏ. Thế chắc kiểu làm 3 bàn này được nhỉ? Đây, ngồi đi, mọi người chia ra ngồi đi. Giới thiệu các bạn, Đào Linh Nhật Đan mod của tôi từ năm 2018 khi mà tôi đi thi đấu ở Đức đến tận bây giờ. Hello mọi người. Này. Có danh sách không anh, điểm danh cho nó mẹ. Tao nghi là thừa người lắm. Chuẩn bị có các bạn đứng dậy này. Đông nhờ. Bây giờ xem danh sách các bạn nào không có ra xong tên đi về nhá. Để tao xem nào, kiểu gì cũng thừa ra. Mọi người tranh thủ chọn đồ ăn. Đào Thị Vân. Em chọn anh Thị Vân. Đào Thị Vân. Con phải ăn luôn
luôn đấy. Bạn nào có nhu cầu ký vào mặt không nhỉ? Ký vào chán. Đây là lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài. Ừ. Em phải ghép mặt anh với mặt em để em có cái để em đưa anh ký. Anh cả biểu đây nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh với em gặp nhau ở ngoài trông kìa. Thế ảo thật đấy. Ừ, sao có cả ảnh tao với mày đi dạo ở đâu? Ảo thật đấy. Khoai bên châu Âu thôi. Như gọi là bên ngoài chứ. Chúng ta có bạn luôn đấy. Mà mạnh nữa. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Ê, mày chưa chứ còn mày biết ăn sao nhà ấy, hôm nay anh đến Đức không có gì cả, anh có một đống móc khóa vịt tặng mọi người này. Nhưng mà anh gom hết tất cả trong kho rồi thì không đủ cho mọi người ngày hôm nay. Đúng rồi, hôm nay anh em đầu tiên là phải tính là mọi người có trong danh sách trước. Nên là các bạn không có trong danh sách thì thông cảm nhá. Thứ hai nữa là anh tính là nếu như có trong danh sách ấy thì hình như là vẫn không đủ. Cho nên là bây giờ anh em mình tính xem là ai vào trong group bộ tộc lâu nhất thì gửi được trước. Yes. Rồi ông này 2018 rồi, ok nhá. Đâu nhỉ, còn ai 2018 nữa nhỉ? Các bạn ơi, tôi đã thành công. Em ngủ đây, em ngủ sớm đấy, 3 giờ mà. Bây giờ còn một cái duy nhất thôi, nhưng mà còn hai bạn, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ quản chúng tôi nhá. Nào, bố ba nhá, Nào, anh đến và đến bây giờ nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. 1-0. Một không. Có được. Bắt kèo. Có được. Cửa tôi ơi. 1, 2, 3. Yes. Cố lên. Nào. 1, 2, 3. Yes. Ôi. Em tự hưởng ước ngày gì cuối mai giờ Sài Gòn rồi. Ở hai bên đây tiếng Đức à? Mai tiếng Đức thì nghe lại ấy nhở. 1, 2, 3. Ăn uống xong rồi, bây giờ tôi sẽ quay trở lại khách sạn và chia tay các bạn em à, bên Đức luôn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Yeah. Mình gọi là để đâu đó. Mình đợi đến 5 giờ mình ngủ đi mùa. Bây giờ là ngày thứ 2 ở bên Đức. Ê, con mèo. Giờ là khoảng 9 giờ sáng rồi, giờ mình sẽ check out khách sạn. Mày cứ đi lùi ra sao đi thẳng đi sáng. Rồi là bọn mình sẽ lên đường đi Cologne luôn. Rồi. Check out khách sạn trước các bạn đây. Cologne. Thì đây là 5 giờ. Đúng, đi giờ bóng. Nóng vãi cả. Nó lại đéo có một cọng mây nào cả. Sao em đi ngủ quá đẹp ngoài ạ? Tôi cũng không biết được là tí nữa trời nó lại âm u như lại hôm qua hay không. Tối á. Một bài học đến từ quá khứ. Mày hơi lì, mày hơi dù. Long quẳng nhá. Thật khủng khiếp.
Đây là cái chỗ mà hôm qua khi mà xuống sân bay cái bọn tôi ngồi uống cà phê ở chỗ Starbucks này các bạn ạ. Còn hôm nay thì bọn tôi vẫn ăn sáng ở đây. Ngay gần đấy có quán cà phê khác. Hôm nay thì trời các bạn nhìn thì thấy có vẻ là nó khá nắng nhưng mà thực ra là nó mát dã man. Nó giống như ở mùa thu Hà Nội, phê vãi. Bây giờ mình sẽ vào ngó xem mà trong này có gì ăn sáng các bạn nhé. Đấy rồi, con này mẹ nó cứ thấy đồ nó tưởng lao vào như thiêu thân. Mày cắn luôn. Đó. Con này bị cái nhá. Nó để tay một nó cắn. Đây là phần ăn sáng buổi sáng nay của mình các bạn ạ. Đầu tiên là một cái burger giá 7 đồng. Tiếp theo là một tách cappuccino loại bé nhất 3 đồng. Tổng cộng là 10 đồng. 10 đồng là hết khoảng 280.000 à. 270.000 à. Cỡ đó. Dã man. Ăn sáng xong rồi thì bọn tôi sẽ cùng nhau lên đường đi Cologne để buổi chiều tham gia Gamecom các bạn nhé. À, từ đây mà đi đến đấy mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Và trước khi check-in khách sạn ở Cologne thì bọn tôi sẽ đi ăn một nhà hàng ở Việt Nam. Đúng. Không, một nhà hàng món ăn Việt Nam. Và nghe đồn là có cả bún đậu. Bún đậu. Đi ăn bún đậu. Ui, thời tiết đây thích vậy. Quán này như tôi biết phải. Chết tốt tốt. Mà nó có mấy cái đường. Đây trong bọn tôi đi bộ giữa đường nhưng đây là đường cụt các bạn nhé. Đường này là đi bộ giữa đường được nhá. Ngồi đây hình như là ngồi ngồi ở vỉa hè sao? Đúng 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 quán mà tôi thấy trên mạng. Sao? Sợ. Ui, đây là một cây xăng ở Đức. Cũng giống như bao cây xăng khác các bạn. Đúng. Ạ. Nhưng mà được cái hôm nay trời nó đẹp nên là cây xăng này trông nó cũng đẹp hơn. Yeah, thích cái thời tiết này vãi. Trông cái đéo nào. Trông thì cũng không đến nỗi nào, bỏ cái tông keng này ra luôn. Đéo hiểu sao này. Tao đeo kính nào trông cùi vậy, cứt thế nào. Lại đi. Ừ, được đấy. Ok. Cái còn lại đây. Cái kính này 25 đồng. Nhưng mà tại vì tôi với cả Hà vừa mới đi đái xong. Và mỗi lần đi đái mất 1 đồng. Và đây thì nếu như bạn đi đái thì hai người 2 đồng sẽ trừ luôn vào tiền kính. Nghĩa là cái kính này chỉ còn lại 23 đồng. Anh lại nhá. Lại rồi. Anh lại nhá. Lại rồi. Lại được rồi. Chiến rồi anh ơi. Hôm nay ok với việc anh lại đúng không? Em ok. Đi. Tôi sẽ lái xe các bạn nhé. Không thể tin được. Lần đầu tiên lái xe trên cao tốc ở châu Âu. Yes. Cảm giác phê vậy. Con mùm lèo này. Rồi các bạn, bọn tôi đã đến thành phố Quyên rồi. Và nó có tên gọi khác là Cologne, là cái nơi mà tổ chức sự kiện Gamecom. Tuy nhiên thì trước khi mà đến với thành phố này thì mình phải đi qua biểu tượng của thành phố này trước. Đấy là nhà thờ chơi cao tốc bên tôi đi 5 tiếng lận. Quyên the Dom. Biểu tượng của thành phố Cologne. Nhưng mà trước khi lên đấy thì đây tôi thấy một con ferry đẹp vãi. Mình đúng kiểu là mấy giống mấy thằng nhà quê ấy. Thấy quả siêu xe đỉnh vãi. Yes. Xong rồi dầu tôi sẽ mua một con. Rồi đi, bây giờ anh em mình sẽ đi lên trên để thăm nhà thờ Quyên the Dom các bạn nhé. Một trong, nó là nhà thờ đứng thứ 3 trên thế giới về độ lớn. Theo phong cách Gothic thời Trung Cổ, được xây dựng từ năm 1248. Đấy là thông tin tôi vừa mới search ở trên mạng. Lúc ấy tôi có đi qua rồi và tôi thấy, uầy, nó đẹp kinh khủng luôn đấy các bạn ạ. Nó đẹp và nó to, thực sự. Cái thành phố này thì từ lúc mà bọn tôi đến là bọn tôi thấy là nó đã nhộn nhịp hơn rất nhiều so với cả Stuttgart hôm qua bọn tôi đi rồi. Nó đông người hơn, xong rồi nhà cửa các thứ trông nó xịn sò hơn, đẹp hơn, to hơn. Tầm này cũng là khoảng 1 giờ trưa rồi và tầm 2 rưỡi là tôi phải check in khách sạn. Cho nên là giờ chúng ta đi ngó qua nhà thờ một tí. Rồi là mình sẽ lên xe để di chuyển đi ăn bún đậu luôn các bạn nhé. Ăn bún đậu. Wow. Ôi, vừa ăn bún đậu xong rồi. Ui. To vãi. Lều. Hey. Đẹp vãi cả trưởng ạ. À. Đây là con xây theo phong cách Gothic.
lớn thứ ba trên thế giới. Và nếu như các bạn là người hay chơi mấy kiểu game của Dark Souls ấy, thì các bạn sẽ thấy cái phong cách Gothic nó rất nhiều. Mình sẽ đến gần hơn tí các bạn nhá. To thực sự ạ. Dài 144m và cao 157m. Xung quanh đây thì có nhiều hàng ăn hết. Trông khá là chill, nhưng mà tại vì lịch của bọn tôi là trưa nay đi ăn đồ Việt Nam rồi, nên là mình chỉ qua đây mình ngó một tí thôi. Nó là biểu tượng của Queen. Queen the Dom. Queen the là tui trái đội đẹp chạy của Queen the Dom là nhà thờ. Nhà thờ của người Queen. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Mấy cái tên địa danh ở Đức người ta đặt tên đơn giản thế. Wow. Chỗ này như anh đội để nó đẹp với cách phụ kiện của thì rượu luôn. Cái nhở? Kinh khủng cốc kết. Thật. Cốc kết. Uầy, đỉnh vãi thề. Không thể tin được. Uầy. Đem. 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 Ui, nó đẹp kinh khủng ấy. Nó to khủng khiếp. Uầy, đời tôi chưa giờ thấy một cái nhà thờ thực sự lớn như thế này. Ở đây có cái cờ này, xem có cờ Việt Nam không? Cái, hình như là cái. Cái Việt Nam, Việt Nam. Uầy, đông lên. Quả thì xuống Việt Nam hơi nhiều. À, Ukraine. Thực sự là không thể tin nổi làm sao người ta có thể xây được một cái nhà thờ to và đẹp như thế này. Đẹp thật. Chưa giờ tôi thấy một cái nhà thờ đẹp như thế. Hết lời khen ngợi luôn đấy. Đỉnh, 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 đỉnh. Tham quan nhà thờ xong thì bây giờ bọn tôi sẽ đi ăn nhé các bạn nhé. Mình chỉ lượn lờ quanh đây một tí thôi. À, ở đây có cái dịch vụ là mua vé mất 10 e để vào trong nhà thờ này và có thể lên được trên nóc. Nhưng mà hiện tại thì khá là muộn rồi, bọn tôi phải đi ăn trưa. Ngày mai thì sáng mai bọn tôi rảnh, có khi bọn tôi sẽ quay ở đây và đi lên thử trên nóc nhà thờ xem nó sẽ như nào các bạn nhá. Rồi, giờ anh em đi ăn đã. Ôi, đây rồi các bạn ơi. Trưa nay chúng ta sẽ ăn ở quán 1970S, là một quán hàng người Việt Nam, ngon ngon. Và ở đây có cả bún đậu mắm tôm. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, tôi sẽ ăn bún đậu nước mắm. Ừ, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem thực đơn ở quán này gồm những cái gì các bạn nhé. Ngon ngon. Chúng ta sẽ có một quán Việt Nam ở giữa lòng Khuyên, với quả menu rất Việt Nam luôn. Mẹt bún thịt nướng, phở, xào xả ớt, sốt măng, các loại vịt. Wow. Tôi gọi một phần thập cẩm bao gồm dồi sụn, dồi tiết, dạ dày, thêm phần bún và thêm đậu rán. Sau đấy tôi gọi thêm một bún thịt nướng đặc biệt nữa để ăn thử. Lịch là chiều nay tôi đi Gamecom với cả mấy bạn Trung Quốc ở bên Nimo. Thì tôi chỉ có một buổi tôi làm việc ở bên đấy thôi. Xong rồi tối nay là tôi đi ăn với cả bên đấy luôn, thì chắc chắn là sẽ không quay được với các bạn rồi. Còn tạm thời hôm nay đi với cả bên đối tác bên đấy thì tôi sẽ chia tay Bình với cả Hà. Thế lịch chiều hai thằng sẽ đi đâu ấy? Bọn em thì có một cái host người Việt. Thì lý do Gamecom tổ chức ở Queen nên tất cả các khách sạn ở Queen giờ là không full hết rồi. Nên là sẽ đi ở Lang ở một tí. Thế là tối khám phá con người Queen như nào. Tối hai anh em chăm sóc nhau xong xem một chỗ nào vui vui không, ngày mai anh em đi chơi. Yeah. Ngày mai lịch là bọn tôi vẫn ở Queen. Mình chơi ở đây chứ nhỉ? Dạ, vâng, mai mình chơi ở đây. Sau đấy hy vọng là sẽ không vào một cái phòng khách sạn mà không có mạng như ngày hôm qua. Thế số tôi đen dã man. Từ cái chuyến đi đầu tiên này của tôi là mạng mẽo nó đã có vấn đề rồi. Giờ chúng ta cùng xem đồ ăn Việt Nam ở Queen ăn sẽ như thế nào các bạn nhá. Từ nhá, tôi xả thoại. Đây, còn này. Còn này chất chất đi.
Uầy, đây là mình chả lá lốt này các bạn. Thơm ấy nhở, đúng chả lá lốt. Ngon. Nói gì đấy? Tuyệt vời, đồ Việt Nam vẫn là số 1. Cú chả. Ê, cú đậu. Ôi, được ăn đồ Việt Nam thật là thích. No dã man các bạn ạ. Đây đúng là bữa ăn ngon nhất từ khi mà tôi đến Đức. Thực sự với các bạn luôn. Ngon vãi cả trưởng ạ. Bây giờ thì tôi phải di chuyển ra khách sạn để check in trước các bạn nhé. Tình hình là tôi đến khách sạn khá là muộn một tí, cho nên là tạm thời chia tay bạn Hà và bạn Bình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với JC. JC đến từ Nemo. JC JC với tôi thì quen nhau khá là lâu rồi. Và tôi hay kể với các bạn ở trên livestream về những cái câu chuyện thần kỳ giữa tôi và nó. JC thì nó hơn tôi 1 tuổi. Và bọn tôi thì tiếng Anh ngu như nhau, nhưng mà bằng cách thần kỳ nào đấy bọn tôi vẫn có thể giao tiếp và vẫn đi nhậu với nhau được thường xuyên. Bây giờ thì JC sẽ cùng tôi đi ra ngoài Gamecom. Vì đây ra Gamecom thì mất đâu đấy khoảng 3 phút. Và JC sẽ đồng hành cùng tôi trong vài tiếng tiếp theo. Sau khi mà đi Gamecom xong thì lịch là bọn tôi sẽ đi nhậu với nhau. JC hiện tại đang quản lý mảng quan hệ của bên Nemo. Lý do tại sao tôi cùng JC gặp nhau rất là nhiều. Này thì nó nhảy qua đây cái xong rồi nó thuê ngay một cái xe để nó tự lái. Liều dã man. Rồi các bạn, sau khoảng 30 phút di chuyển thì bây giờ tôi đã có mặt ở Gamecom. Nhưng mà đây hình như là cửa sau cửa ui, đông dã man à. Nhìn đầu bên kia kìa. Đây là chỗ tàu điện và người ta sẽ đi đến bằng cái đầu đấy. Còn đây là cổng của Gamecom. Trong Gamecom sẽ có gì? Gamecom là mới mở cửa vào lúc 1 giờ trưa và bây giờ đang là tầm khoảng 4 rưỡi chiều. Nghĩa là nó đã mở cửa được khoảng 3 tiếng rồi. Tôi sẽ vào trong này ngó và cái điều đầu tiên ở trong này chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người cosplay kiểu kiểu đấy. Phong du. Qua gì khâu? Phong du. Phong du. Phong du. Nó đọc là phục đụ. Rồi hơi đông và hơi ồn một tí, nhưng mà xin giới thiệu với tất cả các bạn là hiện tại tôi đang có mặt ở Gamecom, một sự kiện được diễn ra tại Quên Đức vào tháng 8 hàng năm. Ở đây thì khá là đông và cứ mỗi lần diễn ra sự kiện này sẽ đón đâu đấy khoảng nửa triệu người tham gia. Đây thì sẽ có rất là nhiều game thủ này, người làm game này, xong các hãng game này đến để người ta quảng cáo. Và tất nhiên là toàn là các hãng nổi tiếng mà thôi. Trong khuôn khổ sự kiện ngày hôm nay thì tôi sẽ đi lòng vòng qua một số booth, xong rồi cùng JC đi chơi Linh Tinh Anh Tinh một tí. Ở đây thì đầu tiên là phải cảm ơn Nemo rất là nhiều. Đây là quầy của Nemo. Ua. Quái to khấu đi môi mà đồ gặp mất rồi. Asin Creed. Sau khi lượn lờ một lúc thì tôi cũng tìm thấy một niềm cảm hứng gì đó của tôi giữa cái game con khổng lồ này. Đó là gì? Yeah, một mô hình Sunoku to vãi cả trưởng. Ui. Ngoài cái to ra thì cái này còn được cái xấu nữa các bạn ạ. Thế là một fan của 70 rồng, tôi thấy cái này đéo đẹp. Nhưng mà nó to. Oh, Star Wars. How long? Con Civilization này chuẩn bị ra bản 7 rồi các bạn ạ. Con này là một trong những con game hay chứ. Chẳng qua là trong cái khuôn khổ mà buổi livestream chơi thì các bạn xem hơi bị chán thôi. Con này được một cái hay nữa, có thể chơi co-op được với nhau. Có một thời bọn tôi cứ off stream cái là chơi với cả thằng Hiếu Lợn, nhưng mà chơi lâu ấy. Tức là các bạn cứ chơi xong rồi là sẽ có một, xong rồi thằng chơi cùng bạn sẽ phải ngồi đợi, xong rồi thằng kia đi, xong rồi hết giống kiểu của hệt Eat Hero ấy. Nhưng mà nó là một trong những con game hay đấy. Con này game gì tôi đéo biết, về tôi tìm hiểu sau. Nhưng mà bọn này nó thiết kế sân khấu nó đẹp vai đái. Nhìn quả tượng này giống kiểu là mấy cái tượng ở trên con Alexo tôi đi săn rồng được ấy. Em cứ giới độ quá. Đâu? Đâu? Cười giống quá. Ủa, giống không? Rồi đây là con Area Breakout, một trong những con mà sắp tới bọn tôi sẽ làm quảng cáo.
Early Access Available nào. Nhưng mà hôm trước thì bị cái là đúng ra là bọn tôi sẽ làm bản PC, nhưng mà nó lại ra bản Mobile trước. Nên là bây giờ tôi sẽ vào trong này để tôi thăm quẩy của Arena Breakout một tí các bạn nhé. Arena Breakout. Ôi được chưa thử rồi. Ủa, hôm công mà chưa ra, hôm công trọng đầy to vãi lều. Chắc là nhiều bạn biết, nó cũng khá là giống Diablo nhưng mà nó chai hát hơn rất là nhiều. Ủa, xem quả quầy này đỉnh vãi. Chúng là game nào thì các bạn cũng có thể vào để chơi thử, nhưng mà xếp hàng thì hơi lâu. Có nhiều game tôi thấy xếp hàng đông vãi cả trưởng, tôi né ra luôn. Nói chung là tôi chỉ đi lêu hêu quanh một vòng thôi các bạn ạ. Ấy cử động luôn ạ. Rất là bìu. Đẹp vãi. Các bạn biết con này là con gì không? Con này là con boss cuối trong game Mario đấy. Đi cứu công chúa là phải bước qua con này. Uầy, đi vào xem đi. Đây là thế giới của Lego. Uầy, đỉnh vãi. Lego. Đúng là thế giới của Lego. Cùng sói và Nhu Nhi và Lạc vào đây thì uầy, con này to đéo chịu được. Lego Super Mario. Con này đẹp nha. Ui. Ôi, cửa động đâu? Cái này nó không xoay xoay nhỉ? Cái này này. Ui, đây có cả con Sonic bằng Lego này. Sonic. Đâu? Con này Tùng Sói thích, con này Tùng Sói dễ rất thích. Con này trong Minecraft chuyên nổ nhà. Ui, Genshin Impact. Genshin Impact này. Ui, bây giờ tôi mới hiểu là chỗ này nó chia thành rất nhiều khu vực. Mỗi khu vực thì nó lại có những tựa game khác nhau và của các hãng khác nhau. Ví dụ như là đây chúng ta sẽ đến với Kingdom Come này. Con này hay vãi cả trưởng ra. Con này trong team tôi thì có thằng Tài Ki là phá đảo rồi. Và đây các bạn thấy có mấy anh trai cosplay trông đẹp vãi. Yeah, wow, to quả ông này đứng im không ngầu hay là mẹ tượng này. Wow, cosplay luôn mà. Tôi tưởng là ông ấy ngủ quên, hóa ra ông ấy lính tráng đéo gì đang còn nghịch điện thoại à. Mày ám trong giờ làm. Đây là khu vực chơi thẻ bài Pokemon các bạn ạ. Ở đây thì người ta sẽ hướng dẫn các bạn chơi và người ta phát thẻ cho các bạn để các bạn chơi. Nhưng mà tôi thì Pokemon tôi chỉ thích chơi trên Nintendo DS thôi, đi bắt Pokemon thôi chứ tôi không thích chơi thẻ bài. Trông có vẻ là cũng khá là đông và có khá là nhiều người chơi cái thể loại này. Có lẽ là mình nên học. Ui, xe cảnh sát các bạn ơi. Xịn vãi. Đẹp vãi trưởng. Ui, xe thật. Ui, trong này có đầy đủ hết tất cả mấy cái hệ thống mà các bạn hay xem ở trên phim nhá. Đây là Final Fantasy 14 online. Tôi thì đéo chơi, nhưng mà nó cũng là một trong những game nổi tiếng và cộng đồng fan nó rất là đông. Cá nhân tôi thì Final Fantasy tôi chỉ chơi mỗi bản 8. Bản có Square với cả Riona là hai bản mà là bản mà tôi thích nhất. Mỗi tội là đợi bản đấy remake mãi chưa làm. Đây là quầy của Capcom các bạn ạ. Capcom thì năm nay quầy này là Monster Hunter World. Quầy người ta làm cũng đẹp phết đấy. Con này là con Raptor trong ARK. Còn trong Monster Hunter World là con gì thì tôi không biết, nhưng mà nó đẹp. Tôi thấy quầy của Street Fighter. Và Street Fighter thì các bạn biết rồi đấy. Yeah, tôi vô địch Street Fighter. Let me try with JC. Để tôi đánh vào JC. Mẹ mà loại mổ quay. Đông quá. Cho mẹ. Rồi, bọn tôi quyết định là sẽ xếp hàng để chơi thử.
30 minutes. Damn. So I think we go. Yeah, okay. Okay. Để 30 phút liền đã được thử các bạn ạ. Rồi, đây người ta đang chơi thử đây. Đùa buồn vãi. Đéo được chơi. Cái này anh mời ra làm chùm ở nhà. Đông quá. Chắc do một bạn phần là không, tôi không tham gia. Ở Intel thì năm nay tôi cũng không biết được là họ có ra CPU gì mới không. Cũng chưa thấy thông tin gì tại bây giờ cũng là cuối năm rồi. À, đây là mấy con sử dụng Intel 9. 14.900K. Hình như năm sau chúng ta đổi 5 gốc không sao. Đây có bỏ cây mà có luôn cả cái màn hình ở bên trên này đỉnh vãi. Đợt rồi thì Intel có xe cùng với LG cũng vừa tặng thêm một cái máy tính mới cho sử dụng chip 14.900K. Cấu hình chi tiết nó như này các bạn ạ. Đây là chi tiết cây máy tính của cô xe vừa mới tặng cho tôi. Đầu tiên là một thiết kế rất thoáng đến từ vỏ cây Acooling 3500X RGB với kính hai mặt dạng hồ cá rất dễ tháo lắp, trang bị sẵn ba quạt Acooling RX 120 và húp Acooling. Tương thích với mên kết nối ngược Acer BTF là dòng mên có kết nối chỗ cắm điện ở phía sau, giúp giấu dây gọn gàng đẹp mắt. Trái tim của nó Intel Core i9-14900K, hỗ trợ DDR5, tích hợp Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 với 24x32 luồng cho hiệu năng chơi game đột phá, hiệu năng xử lý đa nhiệm ấn tượng. Tiêu thụ điện năng hợp lý, một sự đầu tư xứng đáng cho những ai cần một vi xử lý hàng đầu về chất lượng. Đi kèm với nó là bộ tản nhiệt nước Corsair Acooling Titan 360 RX RGB, mang đến hiệu suất làm mát vượt trội và khả năng tùy chỉnh ánh sáng RGB tuyệt đẹp. Với thiết kế tối ưu và công nghệ tiên tiến, sản phẩm này sẽ nâng tầm trải nghiệm PC của bạn lên một tầm cao mới. Men ROG Maximus Z790 Hero BTF, thiết kế hợp kim và dàn tụ siêu bền cấp tải tốt với CPU Intel i9-14900K. Thiết kế ẩn dây kèm khe cấp điện riêng cho các đồ họa, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4. Ẩn à? RAM DDR5 Dominator Titanium 128GB. Được thiết kế với những linh kiện cao cấp nhất cùng với công nghệ làm mát độc quyền của Corsair, phát huy tối đa tiềm năng ép xung với hiệu ứng đèn LED liền mạch làm nổi bật lên thuộc PC của bạn. Ủa, tự làm mát luôn á? Bắt cả lều RAM tự làm mát, bây giờ nó chiếu LED thôi. Các màn hình Acer ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF được nâng cấp với hiệu năng tản nhiệt hàng đầu, xung nhịp cao hơn 2600MHz cùng đầu nối PCIe mới, loại bỏ các nguồn bên ngoài vì nguồn điện hoàn toàn được cung cấp bởi đầu nối bên trong bao mạch chủ. Nhìn tổng quan bạn có thể thấy hầu như không có một cọng dây nào cả. Ổ cứng SSD MP700 Pro PCIe 5.0, tốc độ cao lên đến hơn 12.000MB trên giây cùng với bộ tản nhiệt tiêu chuẩn, hoạt động một cách ổn định với CPU Intel Core thế hệ thứ 14. Bạn sẽ không phải lo ngại về chuyện load game lâu nữa. Bộ nguồn máy tính Corsair RM1200X sử dụng tủ điện cấp công nghệ của Nhật Bản, mang đến tính ổn định và độ bền cao. Với đường cao quạt được tính toán đặc biệt đảm bảo tiếng ồn của quạt luôn ở mức tối thiểu, ngay cả khi ở mức tải cao nhất. Toàn bộ cây máy tính này sử dụng quạt Acooling RX120 RGB của Corsair, có 18 bóng đèn LED RGB trên mỗi quạt, với công nghệ giảm tiếng ồn mới. Và tất cả đều được hít bằng nam châm chứ không sử dụng ốc vít truyền thống. Các bạn có thể tháo lắp vệ sinh một cách dễ dàng. Ngoài ra thì ROG còn tặng kèm một chiếc màn hình mã HPG 248QP 24.1 inch, Full HD sử dụng tấm nền eSport TN, có tần số quét lên đến 540Hz, tích hợp công nghệ giúp giảm độ trễ và nâng cao độ chính xác khi di chuột. Chân đế được thiết kế độc đáo dành cho game thủ FPS chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà và độ chân thực chưa từng có. Nó gọi là bao nhiêu inch? Đấy là cây máy tính mà Intel Corsair cùng với LG vừa mới tặng tôi xong. Còn ở đây tôi thấy có một hệ thống khá là đáng yêu các bạn ạ. Hệ thống chụp ảnh 3D. Đeo này. Mìu cũng ngả nó được rồi. Đây là quầy của Overwatch 2 các bạn ạ. Tí nữa thì tôi bỏ qua, sau này tôi đang định đi về thì tôi đi qua tôi nhìn thấy ui, con robot đẹp vãi. Có thể đây là một nhân vật trong Overwatch mà tôi đéo biết tại vì tôi đéo chơi Overwatch. Tôi tưởng con này màu hồng chứ. Nó đẹp, nó đẹp, nó đẹp. Còn bên này có và tôi chơi quay tên cơ. Đủ. Poster Overwatch. Diva. Diva. Mà con robot này. Ê. Diva, robot Diva. Ủa, phải bay lên trời thả ra, rồi xuống tung. What and for sure, cheer. Sợ không biết giờ này, tôi có chơi anh trai ơi. Để không bỏ lỡ đúng chiêu một chưa? Cái quầy nào để tôi.
Hà đúng chiêu chứ, bắn xong rồi hút gọi là hút đạn xong rồi kêu đủ độ mẹ bay đến đùng, gọi là tôi hay là chó bay chứ, tôi thả ra đùng. Tôi nghĩ là bọn tôi sẽ đi thẳng dưới, sau đó là bọn tôi đi zigzag ngược lại. Nó khó chơi, sao tôi không biết. Rồi mình sẽ cùng xem tôi một biết. Số tựa game ở đây con này to chùm hay mà game nào mới không các bạn nhá. Ở khu vực tầng trên này thì nó sẽ là tất cả những game nhỏ và chưa ra mắt, kiểu người ta đang quảng cáo ấy, thì mỗi quầy nó bé thôi. Trông khá là đáng yêu. Đảo qua một vòng thì thấy có một số game tôi cũng đã whitelist vào trong Steam rồi. Ấy, sẽ có bán. Anh này kiệt gì cũng bắt mà là sao? Kiệt gì cũng bắt mà là sao? Ô, Deadpool. Thank you. Deadpool. Wow. YouTuber? No, it's a poster. Yeah, I am YouTuber too. What's your channel called? Mr. Gaming. With 7 million. What? 7 million. I'm a gaming YouTuber. What? Nó bất ngờ sao? Ôi lượn lờ mỏi hết cả chân, mãi không hết được cái game con các bạn ạ. À. Nên là bây giờ bọn tôi đi ăn tối luôn các bạn nhá. Tối nay thì tại ngồi với cả mấy đối tác nữa cho nên là tôi không quay được. Anh em mình thông tin của ngày thứ hai nó chỉ đến đây thôi các bạn nhá. Ngày mai thì tôi sẽ đi nhảy dù. Yes. Ngày mai đi nhảy dù các bạn ạ. À. Cảm ơn Nemo rất là nhiều vì đã mời tôi tham gia và chuyến đi tham quan game con này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Giờ chúng ta sẽ biến sang ngày hôm sau luôn. Yes. Nhiều rồi, lọ mọ phải chúng ta hoạt đi kìa. Ui. Vừa quay ra đấy lọ mọ kia nào, về bị giờ ngồi xuống, ngồi, Global Nemo, Local Fun, rồi, đã nhảy dù rồi. Ôi nhảy dù là hôm thứ 3 à? Sẽ còn 2 hôm nữa. Mình ở Đức rồi, bây giờ là khoảng 10 giờ sáng. Khả năng hôm qua hơi say. Hôm qua thì về hơi muộn một tí cho nên là hôm nay lịch trình mình hơi gấp. Thay đổi một tí. Giờ mình sẽ check out khách sạn này. Đi ra kìa. Sau đấy là mình sẽ đi ăn sáng với cả JC. Rồi là sẽ đi qua gặp Bình với Hà và bọn mình bắt đầu di chuyển về lại theo hướng Frankfurt để tham gia nhảy dù. Mình bảo là có khoảng 40 phút để ăn sáng. JC nó bảo là có một cái làng nhỏ gần đây có chỗ ăn sáng, đi mất đâu đấy khoảng 10 phút thôi. Thế là thôi mình và nó đi ra để ăn sáng một tí, thôi quay lại đây vậy. Đồ đạc thì mình vứt ở khách sạn. Bây giờ xem đây có cái gì đớp không đã. JC nó đỗ xe linh tinh xong rồi nó ăn quả vé phạt của cảnh sát này. How much for one ticket? I don't know. No, they didn't write. They will send me a license for me. I think it's around 1,000 euro. No. 1,000 euro. Why? 1,000 euro bao tiền nhỉ? Rồi ăn sáng nhẹ nhàng li ti diu thế thôi các bạn ạ. À. Bây giờ tôi sẽ quay lại khách sạn để lấy đồ.
À, giờ này chắc là Hà với cả Bình cũng đang đợi ở khách sạn rồi đấy. Ok, JC, bye bye. See you next time in Hanoi. Yeah, see you. Bro. See you. Yeah, bro. See you. Have a good time. Bye. Bye. Rồi tạm biệt JC và Nemo TV. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nhảy dù. Và để đến được cái chỗ nhảy dù bọn tôi sẽ phải đi xe mất khoảng 4 tiếng rồi các bạn ạ. Lịch nhảy dù ngày hôm nay là tầm 5 giờ chiều. 27 triệu. Lúc đấy thì trời nó vẫn còn khá là nắng. Và trông có vẻ là trời hôm nay rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến chỗ nhảy dù đã nhá. Bên trái tắt đấy. Giờ vẫn còn sớm quá nên là nếu như mà đi ra chỗ nhảy dù luôn thì bọn tôi sẽ phải đợi đâu đấy khoảng 3 tiếng cơ. Hơi lâu. Nhưng mà trên cái quãng đường mà đi ra chỗ nhảy dù ấy, tình cờ bọn tôi thấy có một vườn táo rất to. Nên là bọn tôi quyết định là vào xem vườn táo ở bên Đức trông nó sẽ như thế nào. Ui. Ui, thực sự là cái chuyến đi Đức này của bọn tôi là chỉ có ngồi xe không ấy. Một ngày chắc là phải ngồi xe mất một nửa. Ui. Đây bọn tôi đang có mặt ở vườn táo Apple Harper. Apple khá Harper là đáng yêu. Chỗ này các bạn có thể đến để các bạn hái táo các bạn ăn ở đấy hoặc là các bạn mang về. Đây có cái biểu tượng quả táo trông đáng yêu với nhà trường. Bây giờ là khoảng đâu đấy khoảng gần 2 giờ chiều. Và có lẽ ngày hôm nay là ngày nắng nhất trong mấy cái ngày mà tôi ở bên Đức luôn. Mấy ngày hôm trước thì nó còn có mây và trời nó râm râm. Hôm nay thực sự là nắng chói chang từ đầu đến cuối. Nó hơi vất một tí, hơi cháy một tí. Nhưng mà được cái là tí nữa buổi chiều mình nhảy dù thì nó sẽ đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái vườn táo này các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ di chuyển đến hàng số 14. Đây là hàng số 5. Không cảm với tôi phải Pino Đình Thôn này. Tôi là ngõ ngoại. Pinova này. Anh táo Pino. Các bạn mà theo dõi tôi từ ngày xưa thì các bạn sẽ thấy là tôi là một người rất là thích ăn táo. Mỗi buổi sáng thức dậy là tôi hay chơi một quả. Tôi thì và tôi có bảo cả các bạn là tôi có thể phân biệt được các loại táo mà tôi hay ăn, ví dụ táo Queen, táo da, táo dai. Ui, lần đầu tiên tôi được vào một cái vườn táo đấy. Hồi bé ở trên Cao Bằng tôi cũng có dịch vụ hái táo, nhưng mà các bạn biết cái cây táo nhỏ không, quả bé bé này không mà nó màu xanh ấy, nó là một vườn to vậy đấy, mình sẽ ăn chứ không được ăn quả táo to như thế này. Ui, ngon vãi. Wow. Là người đam mê ăn táo và ăn rất nhiều loại táo rồi, tôi đánh giá táo đây trên thang điểm 10 phải được 8 điểm. Ngọt, chắc. Mà chưa bao giờ tôi được ăn một quả táo tươi như thế này. Đúng là hái từ trên cây xuống ăn luôn ấy. Nó ngon hẳn hơn so với việc mà mình đi ra siêu thị mua. Thế 9 điểm chứ anh trai. Ui, quả đẹp này. Phát luôn. Ui, quả màu đẹp vãi lều. Mày đéo đấy. Mày bay à? Đấy, đây là cái chỗ luôn tôi làm rơi xong bị dập này, mẹ cắn nó phát phòi mẹ nước à. Ui. Vậy các bạn nhìn táo này nó juicy quá. Juicy juicy. Vậy béo hẳn, đây mới là quả to. Ôi. Đây mới là quả to nhất tôi hái được. To đéo như được. Đấy các bạn ạ, đây là tất cả số táo mà nãy giờ bọn tôi đi lòng vòng hái được. Tôi nghĩ là chắc là đâu đấy khoảng 7-8 cân. Rồi anh em mình sẽ ra cân thử cái đống táo này, sau đấy là xem hết bao nhiêu tiền rồi anh em chia nhau nhá. Các bạn ăn đâu, tôi ship về các bạn. Bọn tôi tưởng là chỉ có mỗi con tôi thôi nhưng mà nghe có vẻ như là... Ôi. Ui, các cháu nhỏ. Các cháu nhỏ đáng yêu, các cháu nhỏ đi hai táo. Hai táo, cả xe. Bọn này chắc là tầm tuổi hình nhi. Chú ơi, cân cho cháu với. Chú cân cho cháu với ạ. Chú ơi là người Đức, chú không hiểu tới Việt Nam đâu. Ôi, 12 cân á. 1 2 4 3 5, số may mắn cho các bạn ngày hôm nay. 1 2 4 3 5, 12 cân, khoảng 12 cân rưỡi. Ôi, thì nãy giờ tôi bê 12 cân rưỡi đi ạ. Đúng dạo kiểu tôi tập nhiều ấy nên tôi cứ tưởng là tôi bê khoảng 5 6 cân thôi. Yes. Ôi, các bạn hãy nhìn lại rổ táo mà bọn tôi hái đi. Ui, trông thích thực sự. Và đây các bạn, quả này là top 1 trong buổi hái táo ngày hôm nay. Được.
kiệt to mẹ nhất luôn. Bắc chưa riêng quả này tôi nghĩ là chắc là nó rơi ở đâu đấy khoảng 4 lạng. Bắc là gì? To cực. Bỏ này ra anh em cân thử quả này nhá. Quả này phải 3 lạng, 3 lạng rưỡi. 0,5 cân, quả nửa cân á. Vô địch. Mẹ một quả táo vô địch đấy, quả táo nửa cân. Lúc quay lên chắc là các bạn trông nó hơi bé nhưng mà thực sự các bạn là nó to thật. Quả to nhất vườn mẹ luôn rồi đấy. Rồi ok, bây giờ bọn tôi hải táo xong rồi. À, cũng sắp đến giờ nhảy dù rồi, tuy nhiên là từ bây giờ đến chỗ nhảy dù mất đâu đấy khoảng 2 tiếng di chuyển thôi. Bọn tôi di chuyển ra luôn cái chỗ nhảy dù các bạn nhá. Đi. Đi cất táo đi. Kiệt gì cũng bắt. Sao đọc được, được nhở? Kiệt gì cũng bắc. Cạc xịn. Bọn tôi chuẩn bị đến mới nhảy dù rồi và tôi đã thấy trên trời có khoảng 4 cháu đang chuẩn bị đáp xuống. Hình như đáp xuống suốt sao ấy. Mà mấy cháu này thì đi dù một mình chứ Kiệt có à? Phải Kiệt là à? Có người kẹp cùng đâu. Toàn các cháu chắc là chuyên nghiệp có bằng hết rồi. Kiệt dụng đấy, bắc. Chưa có một cháu đang chuẩn bị đáp này. Bắt cả lều. Trông mẹ cũng đáng sợ phết đấy chứ. Ok đấy. Đâu mà tôi cũng có phải là rồi, xuống thử xem nào. Kiệt gì cũng bắt đâu. Let's go. Bây giờ là đúng 5 giờ chiều các bạn ạ. Và 5 giờ chiều thì các bạn nhìn thấy nắng vẫn như kiểu 12 giờ trưa. Nhưng mà được cái nắng ở đây nó không bị rát như kiểu ở Việt Nam. Đúng. Khá là ok. À, tôi nghĩ là nó vẫn đen thế. Ở đây các bạn nghe thấy tiếng máy bay không? Ở đây đấy, tiếng máy bay. Nó không oi đâu, nó nắng thôi. Nóng, nó chỉ nóng thôi. Và nếu như tôi nhìn không nhầm thì lúc ấy có 4 người nhảy tất cả thì chắc là được đâu đấy khoảng 4 cặp. Giờ chúng ta hãy cùng vào xem như nào các bạn nhé. Cái lốt nhảy của mình là 5 rưỡi cơ. Nên là mình sẽ ngồi đây để đợi một tí. Máy bay cất cánh ngay đây luôn thì cất chắc là tí nữa chắc là hạ cánh ngay đây luôn. Run phết đấy. Rồi các bạn ơi, bọn tôi vừa mới vào hỏi xong giá nhảy dù là 250 ơ một người và có thêm quả dịch vụ có người nhảy theo để quay nữa là thêm 60 đồng nữa thì bọn tôi ok với tất cả những dịch vụ đấy. À, bây giờ bọn tôi sẽ chờ để đến lượt. Xong rồi anh em tôi hai thằng sẽ nhảy nhá. Còn ông Hà này ông hơi sợ nên là thôi cho ông ngồi dưới này ông quay. Nó đang có quả vấn đề đấy là bình thường hôm mà bọn tôi gọi điện trước ấy, tôi book là có một người đi cùng cơ, nhảy cùng tôi, nhảy song song ấy để quay cái cảnh tôi nhảy xuống nữa cơ. Nhưng mà hiện tại thì lúc đến người ta bảo là đông quá nên là bây giờ không sắp xếp được người. Nên chỉ có người kẹp tôi xong nhảy cùng, sau là có một cái GoPro ở trên tay thôi. Thế thì góc của nó sẽ hơi tù một tí và các bạn thì sẽ nhìn hơi khó. Còn tôi thì chắc là đã đến đây rồi thì tôi vẫn sẽ trải nghiệm thử xem phát nhảy dù nhau. Mặc dù là nó hơi thất vọng một tí, hơi buồn một tí. Nhưng mà không sao cả, chơi. Rồi. Ô. Bình cũng đi à? Chú sao lại leo.
trông sợ quá cả lều. Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Ôi. Ôi. Ôi, quá chắc cất mẹ luôn. Độ đang rên. Không biết mọi người nghe được không, tôi nghe tiếng hú. La rồi. La rồi. Nghe la rồi, nghe la rồi. Cộng 5 vậy. Nghe la, nghe la. Wow. Ui, này có người để cùng mà quay theo này. Đẹp phết chứ. Cái lúc đầu bảo bao nhiêu ơ ấy nhở? 300 ơ à? Yeah. Up, wow. Grande, man. Wow. Yeah, buddy. Yes. It's all amazing. Right. Yes. How thank was you. It? Wow. Thank you to join with us, buddy. See you next time. Yeah, see you. Go under the sun. Ui, cảm giác thật là dã man ạ. Thực sự, thế nào? Đây, đi, 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 đi. Kinh khủng lắm em ạ. Em không thể tưởng tượng được đâu. Em bắt anh ngay từ đầu. Em không thể tưởng tượng nó khủng khiếp nào đâu. Nhưng mà nó là trải nghiệm tuyệt vời luôn đấy. Ui, anh cảm giác đúng kiểu mẹ cảm nhận được cái chết luôn đấy em ạ. 250 cộng 60 kèm. Ui, đến bây giờ chân tay vẫn còn run cơ. Cái lúc mà rơi từ trên máy bay xuống nó là cảm giác kinh khủng thực sự. Anh nhảy đầu tiên cơ. Em biết em quay em bốc luôn thằng đầu tiên em quay. Nhưng em thấy lúc đầu là anh ngồi ngay ngoài cửa rồi. Má của anh sợ thật mẹ. Chảy hết nước mắt. Anh không chảy nước mắt nhưng mà lúc anh sợ vãi đái. Xong kiểu lúc anh cảm nhận được gió lùa vào mồm khô mẹ. Mồm nhưng mà há mồm ra đếm được, ngậm mồm vào đếm được. Chả phải bay ở dưới này. Thằng này ngồi há hốc mồm lên, ngồi ngửa lên trời. Tôi không biết được là đến lúc nhìn lại thì trên video tôi sẽ như thế nào. Nhưng mà thực sự cả các bạn là thứ nhất là lúc nhảy xuống là tôi hoảng vãi cả cứt. Tôi đúng kiểu là tôi rơi tự do luôn đấy, tôi cảm nhận được mẹ tôi sắp chết mẹ luôn đấy. Xong rồi tôi định thần lại, xong tôi mới há mồm ra. Thì tôi há ra thì mồm tôi bị vạch cạch 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 cho nó bị khô mồm. Tôi không biết làm gì, tôi lại ngậm mẹ mồm vào. Khổ cái đấy, tôi nghĩ là chắc lên hình trông nó sẽ xấu vách cái đấy thôi. Nhưng mà, uầy, tôi đã làm được các bạn ạ. Nó là trải nghiệm, thì các bạn nên thử. Hãy thử một lần trong đời đi. Nó kinh khủng lắm các bạn ạ. Nhưng mà yes. Thôi, nhảy. Trời ơi, thử một lần đi. Còn chẳng qua nó đang thiếu người đăng ký thêm hay. Ước gì tôi cơ hội được lại. Bọn tao sẵn sàng đợi mày đằng nào đến đây rồi. Tìm cách đi để dùng phát. Trạng thái sợ hãi. Không sợ. Mày phải thử. Đến đây rồi chẳng lẽ không thử. Thế bao giờ mày mới định thử? Đấy, điền nó cái. Wow, cảm giác nó tuyệt vời lắm Hà ơi. Không, yên tâm, ai cũng run mà. Bọn anh nhảy xong rồi giờ bọn anh vẫn run thế này. Thế tí thằng nào lái xe về nhờ. Thôi tí anh em ngồi đây để tối hết run thì anh em trùng mặt kiểu. Run à? Sợ đeo mày mặc cái áo này, đừng có sợ à, chuyển cảm hứng đấy còn gì nữa. Tôi chắc là mấy thằng này xong rồi tôi nếu hiểu tí nữa thằng nào lái xe về. Trong khi ba thằng đang run như cây sấy. Uầy, ê, đẹp trai đấy. Yeah.
tôi khẳng định với các bạn, đi xuống chân tay run nhất cái sấy mà. Đấy, bây giờ chân tay anh em tôi vẫn đang run. Hai đéo chịu được thế. Ủa, nhưng mà nó là phải thử đấy các bạn ạ. Mất chai, mất chai. Thực sự luôn, phải thử. Anh em tôi thử xong tởm con mẹ đến già. Thế là lần đầu chắc cũng như là cuối. Sợ lắm rồi. Ôi, bây giờ đợi Hà nó nhảy nốt. Sau khi mà nhảy xong thì anh em tôi rất lêu hêu, nhưng mà cũng cùng nhau nhận được một cái giấy chứng nhận nữa. Than độ, than đỗ. Yeah, anh Than Độ và anh Corbin. Corbin. Anh Corbin vào ngày 22 tháng 8 năm 2024 ở Hatchback. Đấy, bọn tôi đã nhảy từ độ cao 4.000m. Và người nhảy cùng là anh đây là người nhảy cùng đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Tên đọc chữ xấu thế. Cái show. Chắc là show, chắc chữ xấu quá em cũng chẳng. Chữ xấu quá, nhưng mà đây là giấy chứng nhận của bọn tôi. Yes. Yes. Bọn tôi đã làm được. Ờ, hai chữ nhau mà. À không, quên, còn được tặng thêm mỗi thằng một cái biết là gì không? USB. USB. Trong có những cái hình ảnh vô cùng sống động của cái quả nhảy vừa rồi của bọn tôi. Đấy, cái này đưa hết về đây cho anh để buổi tối anh còn phân tích lại dữ liệu nhá. Ok. Anh phân tối anh phân tích xong anh sẽ giả lại cho em. Tại vì trong này có cả cảnh của anh nhảy xuống đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok, cất đi đã, tư liệu quý. Mất đấy. Chết đấy. Ôi vui đấy. Ê trông thích hay sao, nghiện hay sao ấy. Ôi chơi cỏ luôn mà. Sợ buồn nôn. Sao sợ không? 2 giây đồng thì ok. Xong thì khá là enjoy. Bây giờ nó cho em xoay mấy vòng em tìm được. Thôi xong, để với thằng nào lái xe về bây giờ. Xoay. Phải nước nhà mình đâu. Không phải nước nhà mình đâu. Thật là buồn nôn đấy. Thế à, thế ra đây ngồi đi, ra đây ngồi đi. Uầy. Mà đem tái cho anh. Tái mẹ luôn ấy. Trông môi bạc phách mẹ luôn. Là một người huyết áp thấp không nên chơi trò này các bạn ạ. Rồi, vấn đề lớn ngày hôm nay này. Có 3 thằng bọn tôi lái xe đến đây. Bây giờ thằng nào chân tay cũng đang run nhảy, đéo biết về kiểu gì giờ mẹ. Đây, đang bảo thằng này mẹ nó không nhảy để nó lái xe đưa tôi về. Xong bây giờ nó nhảy xong cái nó còn bị hạ huyết nữa. Thôi, khổ thân thằng bé. Giờ bọn tôi ngồi đây cho khi nào chân tay hết run nè các bạn nha thì mới về được. Và tối nay lịch của bọn tôi thì cũng không có gì cả. Chỉ có nghỉ ngơi ở khách sạn thôi nè. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai các bạn nha. Yes, chào tất cả các bạn. À, ông kia chắc thấy ông này thấy bình thường xong lượn lượn kiểu lượn lượn kiểu vòng tròn mấy pha ấy. Buồn nôn chết mày. Ôi gì đấy? Đi qua đâu ấy? Cầu gì ấy? Ôi, cho giống Italy ấy. Hôm nay là ngày cuối cùng ở Đức rồi nên là bọn tôi sẽ đi dạo cùng nhẹ nhàng loanh quanh một tí. Hiện tại thì tôi đang ở thành phố Heidelberg. Ở đây thì có một tòa lâu đài, nó kiểu như là một điểm du lịch. Cũng khá là nhiều người đến. Nên là tôi sẽ qua đây để đi ngó linh tinh một tí. Vừa mới ăn sáng xong nhưng mà ở đây ăn sáng thì nó cũng không có gì cả. Nên là giờ đi dạo loanh quanh. Sau đấy là bọn tôi sẽ đi lên tàu để di chuyển lên trên lâu đài. Ngó qua và ngắm cảnh một tí. Rồi quay trở lại Frankfurt. Xong chiều nay ngắm hoàng hôn cái nữa, sau đấy là chia tay nhau. Đấy là lịch của ngày hôm nay, nó chỉ nhẹ nhàng như thế thôi. Đằng sau có cái tòa thị chính, người ta trồng hoa xung quanh, trông đẹp vãi. Còn đây là cái nhà thờ, hình như nó là nhà thờ trung tâm. Còn cái phố mà tôi đang đi thì hình như nó là một cái phố đi bộ gì đấy. Tôi thấy đông khách du lịch vãi. Nói chung là thời tiết ngày hôm nay thì nó cũng mát. Thời tiết ngày hôm nay thì nó cũng mát mẻ thôi. Nắng thì nó vẫn nắng, nhưng mà nó không bị gắt như ngày hôm qua. Phù hợp cho mấy cái kiểu đi chơi thong dong như thế này. Ủa, hoa đẹp nhở? Ừ.
Ui, nhà thờ đẹp thật sự. Hình như là đầu tiên tôi đi vào một cái nhà thờ thì phải. Đẹp. Đẹp, 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 đẹp. Giờ mình sẽ đi bộ dọc xuống dưới bờ sông dưới này nhá. Xem dưới này có gì nào. Ui, đây là cầu cổ ở Heidelberg các bạn ạ. Cầu cổ. Đây anh em mình sẽ đi bộ qua cầu cổ này để đi qua đầu bên kia nhá. À ở đây đi qua cái sông. Và sông này hình như còn có cả dịch vụ chèo thuyền ấy. Nên là tôi nghĩ nếu như mà tí nữa nắng mà nó dịu dịu một tí thì mấy anh em mình chèo thuyền ở cái sông này đi chui qua cái gầm cầu cổ này cho nó mát này. Hợp lý đấy. Wow. Mát thực sự. Wow. Lâu đài, lâu đài, lâu đài, lâu đài, lâu đài. Wow. Là tí nữa mình sẽ lên đấy đúng không? Ui. Yes. Đẹp vãi. Em thấy anh ơi. Zikala. Bọn tôi vừa mới mua vé tàu điện hết 16 đồng một người. Cái vé này là các bạn có thể đi từ dưới chân đồi này đi lên tận trên tít trên đỉnh đồi. Nó có một tùy chọn khác là các bạn chỉ đi một nửa đi lên lâu đài thôi chứ không lên trên đến đỉnh thì nó rẻ hơn. Rẻ bao nhiêu thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà đây, bây giờ chúng ta sẽ đi tàu điện để lên trên đỉnh đồi các bạn nhé. Mày còn đi tàu điện đi bộ chắc chết. Mày không có cho xe cái là cái. Đây, bọn tôi đã đến đỉnh đồi rồi. Chỗ cao nhất. Cao hơn cả lâu đài. Ui. Đù. Đù. Rồi Trang, em là người đã đi lâu đài rồi, trên này có gì không? Trên này chả có gì ạ? À? Trên này tham quan vãn cảnh đi bộ nha anh. Thôi đi về đi. Không có một cái gì cả, đi uống nước đi. Đi, mình đi lên trên tìm quán nước mình uống đã. Yeah. Đây là bậc thang à? Không ơi. Wow. Ủa? Nếu như ở Việt Nam thì nó sẽ là bậc thang đấy. Wow. Mát vãi. Ui. Ui, bây giờ tôi mới cảm nhận được mẹ trên đỉnh đồi nó khác ở bên dưới như nào đấy. Ui. Mát vãi cứt. Damn. Damn. Ờ nhưng mà mình có thể tìm một cái chỗ ngồi ở đây nó thoáng thoáng được không? Yo. Wow. Ui. Phải cả biểu thật. Bức thư thơ mộng này một móng tay đẹp luôn. Ui. Thích nhỉ? Ui, trên này mà ngắm hoàng hôn thì đẹp, dã man nhỉ? Hay là mình ở đây đến 8 giờ tối đi. What the? 8 rưỡi hôm qua bọn anh vừa mới xem rồi, 8 rưỡi. Không, phải chắc bên này 8 rưỡi, 9 giờ. Mát vãi, thề. Dưới này có hai ông ngồi giống, à trông tướng giống thằng Nhím với thằng Bô vậy. Đây, ngồi đống cỏ đây. Không hút, nơi phí. Nhím ơi. Bô ơi. Ôi, nó quay lại thật. Wow, thích vậy. Để mát thực sự luôn. Ờ, 9 giờ bên này vẫn sáng luôn đấy. Lúc chơi mai Black anh còn chơi không? Có chứ bảo. Wow, ngồi ở đây thích vãi. Lâu rồi mới được chui lên trên cao, ngồi một chỗ lộng gió mà tầm nhìn nó lại rộng như thế này. Thật là tuyệt vời các bạn ạ. Chỗ này sẽ tuyệt vời hơn nếu như mà có một cốc bia. Ồ. Oh. Còn nếu nữa, có luôn. Thử rất là bia với chanh, bia với kiểu bia chanh, bia với bé. À, đã quá. Ngồi đây một lúc uống bia xong bắt đầu thấy lạnh các bạn ạ. Thôi tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nên đi xuống dưới để khám phá xem cái lâu đài trông nó như nào nhá. Chứ còn ngồi đây nữa mẹ thành kem mất. Các bạn biết không cái ngọn đồi này tên là Königstuhl.
nghĩa là theo tiếng Đức có nghĩa là ghế của vua, và trên này người ta có một cái ghế bằng gỗ. Còn phải là đây ghế của vua anh. À. Ôi, ghế đéo bị buồn cười vậy thế. Thế là vua bình thường là sẽ ngồi như này à? Má thế vua ngồi trong bần vậy. Má mẹ cái ghế trông kiểu. Ôi, ghế trông là giống người, vua. Người châu Á chứ. Người châu xong ngồi to lắm. Trông bần đéo chịu được. Vua vua chúa đéo phải chui trong cây như này. Chính ra mình đi theo kiểu mình đi lên trên trước xong mình mới đi xuống dưới đi lâu đài, tôi nghĩ là một sự lựa chọn hợp lý. Tại vì bây giờ người ta bắt đầu đổ lên trên đồi này, cao dã man đây. Bên này đông cực kỳ. Thế là có nghĩa là mình đi cái lâu đài này nó sẽ vắng hơn rất là nhiều. Cái lâu đài này bạn Trang thôi, bạn có bảo là được xây từ thế kỷ 13. Trải qua đâu đấy khoảng 2 cuộc chiến tranh và 2 lần bị sét đánh. Ui. Nên là lâu đài này hơi là tệ, hơi bị te tua một tí. Và đến thời điểm bây giờ người ta cũng không trùng tu lại. 2 lần xét đánh. Nên là bên ngoài thì anh em trông có vẻ khá là ổn đây. Trông bên này nó đổ nát hết rồi. Nhìn từ xa thì trông nó vẫn hoành tráng kiểu một cái lâu đài. Nhưng mà đến lúc mà vào gần rồi thì mới thấy. Đằng sau này có một cái lối để mình có thể nhìn ra được bờ sông nữa. Thì mình đi xuống nốt cái lối này mình ngó một cái các bạn nhá. Wow. Đẹp này. Đẹp này. Ui. Ở bên này đẹp hơn. Kia hình như là cái nhà thờ mà hôm nay mình vừa mới vào. Đúng không? Đây, cái nhà thờ hôm nay mình vừa mới vào này. Thế thì ngay gần cái nhà thờ đấy sẽ có một cái cầu cổ. Hôm nay mình vừa mới đi qua. Đây là cái chỗ cầu cổ mà lúc ấy mình vừa mới đứng xong mình quay lên cái lâu đài này. Bây giờ mình sẽ đứng lại ở trên lâu đài này, mình quay xuống cái cầu cổ một lần nữa cho nó đều. Tưởng chui đâu. Wow, chiêu nhờ. Tôi nhận ra một trong những cái chất liệu để tạo nên những cái đường nét cũng như là cái họa tiết của cái lâu đài này. Đấy là cái đĩa mà sáng nay bọn tôi vừa mới ăn sáng. Hả? Đấy, cái đĩa đấy các bạn. Đấy, đấy đúng cái đĩa đấy luôn. Sáng nay tôi vừa mới ăn sáng ở cửa hàng Việt Nam. Thật tuyệt vời. Đây thì ngoài việc bảo tồn lâu đài ra thì các cháu ở Đức cũng rất hay vẽ bậy. Giống như ở Việt Nam này các bạn nhìn này, vẽ rất linh tinh. Có cả các cháu đến từ Trung Quốc. Có cả cháu Hyo Kyung đến từ Hàn Quốc. Có cả các cháu mẹ vẽ những cái hình rất chi là linh tinh. E yêu V này, chả biết là ai yêu ai này. Ừ, rất là đau đầu và nẫu ruột. Tôi sẽ nhìn qua vòng xem. Có ông là còn mùng 6 tháng 8 năm 2019 về đây vẽ nữa này. Điên người thực sự. Tôi đang ngó xem có chữ Việt Nam ở đây không. Không có chữ Việt Nam đây. À đây rồi, tôi thấy một cháu Việt Nam đây. Cháu é. Cháu é đến từ Việt Nam về đây vẽ bậy. Rất hư. Mai Kiệt còn stream ở dân mấy hôm khác hẳn bây giờ à chứ. Tôi á. Nói chung là hình như nếu như tôi không nhầm thì cái lâu đài này nó chỉ đến đây thôi các bạn ạ. Còn gì nữa không Trang? Có cả một quân viên ở một cái bên vườn kia này. Vườn ở đằng sau á? Thôi lỡ rồi mình đi nốt cái vườn đằng sau đi xem nó như nào đi. Ồ, tôi tưởng đây là cái đường lên nhưng mà không phải. Đây là cái chỗ ngày xưa nó bị sập xuống. Xong nó vẫn còn giữ được cái miếng này. Đây ở trong lâu đài có một cái khuôn viên. Nó giống như kiểu một cái công viên đấy các bạn. Đẹp dã man. Đẹp dã man và đây nó có cái bãi cỏ để người ta có thể đi picnic hay là đi ngồi chơi ở đây này. Trông đẹp vãi. Quá như kiểu khuôn viên trường đại học nhỉ. Ủa? Tôi có phải là cái gì tôi cũng biết đâu. Thế gọi hốt từ hồi đó, chứ giờ khói xét luôn rồi chú. Thế à, thế để tao kiếm thằng là tiếp cuộc bạn tao and friend. Sau khi mà ngồi bãi cỏ ướt mẹ hết đít rồi thì bọn tôi quyết định là đi về.
cái lâu đài mà hôm nay bọn tôi đi lượn lờ ấy thì nó cũng không có gì cả. Sau quãng đường đi tàu điện giống như sáng nay thì bọn tôi lại quay trở lại với cái nhà thờ. Yes, và tòa thị chính đầy hoa. Đẹp thực sự. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều rồi. Và trước khi về thì tôi sẽ đi mua ít quà lưu niệm cho Trang Nồm, Trang Tùng Sói với cả Nhu Nhi. Lúc ấy tôi còn ngó được một cửa hàng lưu niệm ở gần đây. Người ta bán mấy cái cốc nước. Tôi thì thích mấy cái cốc nước lắm. Nên là tôi sẽ đi mua mấy cái cốc về làm quà cho các con tôi. Đấy, kiệt đó. Sao biết được? Đây, nhìn nhá. À? Đây có cốc chiến binh thời Trung Cổ, cốc người Viking, cốc hình con sói của Tùng Sói. Wow, cốc hình con sói chắc đấy, luôn. Tôi thích mấy cốc kiểu như này này. Xong rồi có mấy cái cốc nhỏ nhỏ nữa này. Cốc này chắc là thằng Nhu Nhi nó sẽ thích. Ui, con mèo này. Thằng Nhu Nhi có một con rồi. Mấy đứa con ngồi cụng ly như kiểu thật sĩ ngày xưa. Đang nằm rửa tội. Con mẹ ở có con. Các bạn biết cái này là cái gì không? Đây là cái vợt Pickleball đấy. Ai dùng thớt sao vậy? Nhắc mình nhớ, mua thớt cho thầy, trả thầy. Ây, đây có mấy cái bộ này này. Trước tôi đi Tây Ban Nha tôi đã từng mua rồi. Wow, một thế giới cốc. Yes. Wow. Đây là ba cái cốc cho một cái là cái này là của tôi này, một cái là của Tùng Sói này, một cái là của Nhu Nhi này. Còn đây sẽ là cốc của vợ tôi này. Đấy. Rất ok. Cái cốc đấy đi. Ui, cốc vậy đẹp vãi kiểu lên sờ chim ngồi uống. Đây cầm kiểu trong hoàng gia. Ừ, rồi lấy thêm một cái đây về đi. Thực ra mua một bộ này về để thỉnh thoảng mấy thằng em sang nhà ăn lẩu ấy. Trông vua chúa ấy. À, lúc ấy thì tôi mua quà cho cả nhà tôi rồi. Bây giờ đây là quà của các bạn kênh chat. Đây tôi sẽ mua cho các bạn, tặng cho các bạn đây nhá. Rồi, ok cho các bạn. Mỗi bạn được một cái nhá. Rồi đây là tất cả những gì mà bọn tôi sẽ mua về để làm quà các bạn ạ. Trong quả cửa hàng với khách sộp vậy. Một cái nó có vẻ khoảng 13 cái cốc. Này chắc đéo thằng dở hơi nào đi mẹ mày mua một đống cốc như tao mang về đâu đúng không? Chắc có chứ nhỉ. Ôi bảo nó quấn cẩn thận là tao đi máy bay đấy. Về gãy mẹ quài tao biết bắt để này. Bây giờ nhá, tí nữa đợi người ta đóng hộp xong, nếu như mà cái hộp đấy trông còn trống bao nhiêu ô ấy, anh sẽ tính toán để xem xếp được thêm bao nhiêu cái nữa, anh sẽ mua thêm mấy cái nữa cho khít hẳn cái hộp ấy vào. Ấy, lúc nãy có thấy làm như này đâu. Mấy cái trước ấy. Chết rồi. Nghe hiểu. Thực ra cô này cô biết tiếng Việt Nam đấy. Cô nãy giờ cô giả vờ thôi. Đúng không cô? Đúng. À không phải. Ok, good. Danke. Danke. Ui, tôi mua được một đống cốc mẹ luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nghe thấy tiếng của chủ quán cười chưa? Chưa giờ gặp quả khách sộp như thế, mẹ mua đéo mua lắm ấy cứ. Bà ấy tặng à? Bà tặng em, bà hỏi tên em là gì, bà ấy. Thế mà tao mua một đống này, bà xin hai chữ FA thôi, bà không tặng, bà nhất quyết là tính tiền. Xong đến lúc ra kiểu bà cười nắc nẻ luôn, thề thực sự ấy. Thôi, đi. Rồi cùng chia tay hai đời bẹt và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn ở Đức các bạn nhá. What the fuck? Thảo lấy bọn tôi vừa trở lại khách sạn rồi các bạn ạ. Đến cuối hành trình thì sau khoảng hơn 1.300 cây bọn tôi di chuyển bằng ô tô. Thì tôi nghĩ là bây giờ anh em nên thay đổi một tí. Mình sẽ đi xe scooter các bạn nhé. Ở đây thì các bạn có thể đao cái app về. Sau đấy các bạn sẽ tìm một số điểm xe scooter ở trong thành phố. Rồi đi bộ ra để lấy xe. Sau đấy các bạn có thể thuê xe với giá 19 sen một phút. Nghĩa là 10 phút thì mất đâu đấy khoảng 2 ơ. Còn chạy mà mượn khoảng 1 tiếng thì mất đâu đấy khoảng hơn 20 ơ một tí. Đấy, giá nó sẽ khoảng thế. Đây, người ta vừa đi scooter kìa. Scooter. Thì hành trình của bọn tôi bây giờ sẽ là từ khách sạn bọn tôi đi bộ ra cái điểm lấy scooter. Thuê scooter sau đấy là đi xe loanh quanh phố ở Frankfurt. Rồi bọn tôi sẽ đi lên cái tòa nhà khá là cao tên là gì tôi quên mất rồi để bọn tôi ngắm hoàng hôn. Sau khi ngắm hoàng hôn xong thì sẽ đi ăn tối. Yeah. Giờ chúng ta sẽ đi ra điểm thuê scooter trước đã nhá. Ủa đây, đây sẽ là con scooter mà bọn tôi thuê các bạn ạ. Để thuê con này thì chúng ta sẽ phải quét cái mã QR ở đây trước. Rồi. Bắt đầu rồi, dạ, tính tiền rồi đây này. Đúng rồi. Ok. Bây giờ anh phải đủn, anh đẩy một phát. Anh đẩy một phát thì anh mới ga được.
Đấy. Ồ. Nên phết chứ nhở. Uầy. Cảm giác phê vãi các bạn ạ. Thì đây là cái phố đi bộ ở ở Frankfurt, cho nên là các bạn có thể thoải mái, một là các bạn thuê xe đạp đi. Yeah. Hay là các bạn có thể thuê scooter đi như tôi, rất là đáng yêu, rất là sướng. Quả scooter nhở? Quả nó có quả giường riêng luôn mà. Vâng, cứ đi thẳng thôi. Đi gọn anh ạ. Bọn tôi vừa đi scooter đến đây rồi, một trải nghiệm rất là ok, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nói đang có vấn đề đấy là rất đông người đang xếp hàng ở đây để có thể lên trên cái tòa nhà cao tầng này ngắm hoàng hôn. Bọn tôi không lường đến cái trường hợp này. Bọn tôi tưởng là đến một cái là lên được luôn, mà bây giờ người ta đang xếp hàng 15 phút nữa là mặt trời lặn rồi. Tôi nghĩ là chắc là sẽ không kịp, cho nên là thôi, để chia tay tất cả các bạn, để chia tay với nước Đức, ngày mai quay trở lại với Việt Nam, chúng ta hãy cùng đến với hoàng hôn của ngày hôm qua các bạn nhé. Ui à. Ui à. Đẹp vãi. Ui, nhưng có xe đi qua hợp lý nhỉ? Và ngày mai cũng là ngày cuối cùng tôi ở bên Đức. Thì sau 3 ngày đi chơi thì ngày mai chắc là ngày nghỉ ngơi để tôi đi mua quà lưu niệm các thứ, nên là tôi sẽ không quay gì nữa. Vlog của chúng ta sẽ kết thúc ở đây luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, và đặc biệt là cảm ơn bạn Bình và bạn Hà đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này. Anh em có gửi lời chào gì đến anh em Cây Chất Eva không nhỉ? Hello Cây Chất Eva, chúc Cần Kết Eva sớm hết Eva. Mày muốn thông tin Eva sớm hết Eva. Mẹ rất công nghiệp. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi hành trình Đức mấy ngày của tôi đến đây là kết thúc rồi. Bye bye, chào cả nhà. Bye bye. Bom, bảo ngon. Quá ngon, quá ngon. Ui, cái tuần này lắm. Ấy, cái gì bánh xéo quá vậy? Ở châu Âu có này hết. Đấy là hoàng hôn của ngày hôm qua, chứ còn ngày hôm nay thì do xếp hàng lâu quá nên đến lúc lên đây là không thấy một tí hoàng hôn nào rồi các bạn ạ. Nhưng mà vì bọn tôi đã bỏ ra mỗi thằng 9 đồng và mất 30 phút để xếp hàng, nên là thôi, bọn tôi vẫn cố mò lên đây để xem nó như thế nào. Thực sự ở trên này đông dã man và gió nó thì lạnh nữa chứ. Nó đứng một lúc xong buốt hết cả người. Thôi thì cái video của tôi cũng đã kết thúc ở đây luôn các bạn ạ. Chuyến đi Đức này nói chung là mang lại cho tôi rất là nhiều trải nghiệm và rất là nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ thử, và nhiều thứ thì tôi cũng đã khám phá được và rất chi là ok. Hy vọng là cái vlog này các bạn xem sẽ cảm thấy hay. Và đặc biệt là cảm ơn bạn Hà cùng với bạn Bình, hai bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt 5 ngày tôi ở bên Đức. Cảm ơn anh em rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn vào trong những video tiếp theo. Bye bye, chào cả lò nhà mình. Bye bye. Ui, lạnh thế chúng mày ơi. Ủa, anh thấy lạnh rồi. À, tối nay để chia tay bạn Hà và bạn Bình thì tôi có mời các bạn đi ăn một cái nhà hàng vô cùng sang trọng. Sang trọng, tôi bảo tìm cái nhà hàng nào đỉnh mẹ nhất ở Frankfurt luôn. Và tôi sẽ đi ăn sờ Tết. Yeah, đi. Bà, quay không? Let's do it. Ơ. Ơ kìa, tưởng được xem. Bistec. Thế ảo thật đấy. Một video hay. Cứ như tưởng là tôi đang gọi là ở gọi là những năm 2018 mà tôi lần đầu đi Đức chứ. Thật không thể tin được là mình đang. A few moments later.
Phúc Lợi không? Đẹp, đẹp, beautiful đấy.